Thế thì con đen đóng đóng trước đen đi. Hello các tình yêu. Chị chào Đông Minh Dung nha. Chào bạn Thu Huyền nhá. Hello các tình yêu ơi, nhà em lại lên sóng trong khung giờ vàng ạ. À, chào bạn Kim Huyền nhá, chào bạn Bé Phương nhá, các tình yêu ơi, ngay ở phút đầu tiên này. Em ơi, được rồi, bạn ơi, chị bán tiền cho. Các tình yêu ơi, trong khung giờ đầu tiên này nhá, trong những lúc phút đầu tiên này, các tình yêu chia sẻ bài viết hồi em nhá. Ai chia sẻ nhiều nhất? Nhiều nhất này, nhanh nhất này. Hôm nay nhà em sẽ lại tặng một chiếc quần legging nhá, một chiếc quần legging ạ, trị giá 100k, số em đang bán nhá. Chị chào Bé Phương nhá, chị không biết em là ai cả. Chị chỉ biết em tên là Bé Phượng thôi. Chào Lý Lém Lỉnh nhá. Các tình yêu ơi, trong khung giờ đầu, trong khung giờ nhà em đang phát nhá, trong những giây phút đầu tiên ạ, các tình yêu nhớ chia sẻ bài viết hồi em nhá. Chia sẻ thật nhanh, thật nhiều trong các nhóm ạ. Nhà em sẽ dành ra 3 chiếc quần legging để tặng nhá. Nhanh nhất và nhiều nhất ạ. Trong khung giờ nhà em đang phát sóng nhá. Và đặt hàng trên khung giờ này sẽ được giảm 50k trên một sản phẩm do shop nhà em đang bán nhá. Tôi chào Nguyễn Thị Hồng Nhung nhá. Chào bạn Thúy Trà Thủy Trần nhá. À rồi, ok Bé Phượng nhá, chị chào em nhá. Chị chào Huyền Thu nhá các tình yêu ơi trong. Ờ rồi Linh Vi, chị cảm ơn em nhá, mua áo phao với bộ lỉ mặc ấm quá. Bà già khó tính, chị chào em nhá các tình yêu ơi. Các tình yêu trong khung giờ đầu tiên này, trong những phút đầu tiên này, chia sẻ bài viết hộ em nhá. Chia sẻ bài viết hộ em, chia sẻ thật nhiều ạ, thật nhanh nhá. Để được nhận quà là chương trình mini game nhà em sẽ hôm nay sẽ được tặng một chiếc quần legging ạ. Cả nhà ơi, sẽ được tặng một chiếc quần legging đây, rất là xinh này. Hàng đủ size SML nhé, bạn nào mà trúng thì em sẽ lấy theo size của khách đặt nha. Đây ạ. Đây, quần legging cúc. Chất rất là đẹp nhá, nhà em đang bán trị giá là 100k. Các tình yêu ơi, nhanh tay và chia sẻ nhá. Chia sẻ nhiều nhất trong những giây phút đầu tiên nhá. Nhiều nhất và nhanh nhất ạ. Chị chào bà già khó tính nhá. Các tình yêu ơi, chị chào Thanh Thủy nhá. Các tình yêu ơi, nhanh tay chia sẻ hộ em ạ. Mất phương hướng ơi, nhà chị có áo lỉ mũ em nhá. Áo lỉ mũ. Rất là nhiều áo lỉ mũ luôn ạ. Hôm nay ngày họ các tình yêu ơi vào thêm đi ạ. Vào thêm để em giới thiệu hàng mới nhá. Chia sẻ hộ em trong những giây phút đầu tiên nhá các tình yêu ơi. Sẽ được tặng một chiếc quần legging ạ. Chia sẻ nhanh nhất và nhiều nhất ạ. Sẽ được tặng một quần legging cúc đấy ạ. Trị giá 100k tại shop em đang bán nhá. Đây ạ, rất là xinh nhá. Hàng co giãn, hàng đủ size S, M, L, XL nhá. Nguyễn Hồng Ngát ơi, nhà chị còn kaki em nhá. Chị chào Nguyễn Ánh nha, các tình yêu ơi, chia sẻ bài viết hộ em nha. Đây ạ. Đây size của nó, đây là size S nhá, hàng đủ size các tình yêu nha. Rồi ok, mất phương hướng rồi, em lấy màu gì thì em chốt đơn rồi inbox cho chị lại, chị cho chị số điện thoại nhá. Rất là đẹp, hàng đấy là chị đang đóng rất là nhiều ạ. Các tình yêu ơi vào thêm nhá, vào thêm ạ để em giới thiệu hàng mới nhá. Tớ chào Phương Hòa nhá, các tình yêu ơi vào thêm đi ạ. Huyền Thu ơi, nhà chị có áo lì mũ em nhá. BIDV này. Chị chào Ngọc Thủy nhá. Mất Phương Hướng ơi, em ở gần quán nhà chị không? Ở dưới quán nhà chị rất là nhiều áo lì mũ rất là xinh nhá. Rồi chị chào em Phương Hòa nhá. Rồi ok Bé Phương ơi, chia sẻ nhiều nhá, chia sẻ nhiều ạ, chia sẻ nhiều nhất trong các nhóm trong khung giờ nhà em phát sóng nhá. Nhà em sẽ tặng một chiếc quần legging trị giá 100k nhà em đang bán ạ. Là bao nhiêu tiền được cuốn nhỉ? 79.000 à. Thôi cứ bắn cho em 100.000 đi nhá. Cuốn nhá. Em đọc số điện thoại của chị với. Phương Hòa ơi, chị có nhớ em chứ? Các tình yêu ơi vào thêm đi để nhà em giới thiệu ạ. 0968 Em bắt đầu giới thiệu hàng mới nhé các tình yêu ơi. Hôm nay nhà em sẽ xả set váy ren như em đang mặc nhá. Set váy ren này đang sót kho còn 2 màu nhé các tình yêu ơi. Giờ chỉ bán xong rồi đấy, cứ lấy này cầm điện thoại ra.
Xét váy ren như em đang mặc ạ. Các tình yêu ơi, em nói lại nhé, các tình yêu trong những giây phút đầu tiên, các tình yêu chia sẻ bài viết của em ạ. Chia sẻ càng nhiều này, càng nhanh này, nhanh nhất này, nhiều nhất này sẽ được một chiếc tặng một chiếc quần legging trị giá là 100k như shop em đang bán nhé. Đây 100k shop em đang bán ạ. Mọi người nhiệt tình chia sẻ với em mới để nhận quà nhá. Dinh quà rất là nhiều được bạn được nhận quà tại shop dạ, nhà em đang gửi rồi nhá. Sẽ đến tận tay các bạn. Em chào cả nhà, bắt đầu em lên sóng nhá nhà em. Các tình yêu ơi, nhà em xả kho nhá, xả kho trong khung giờ này nhà em sẽ giảm được 50k trên một sản phẩm nhà em đang bán ạ. Đang bán tại shop nhá các tình yêu nhá. Set váy chấm bi này các tình yêu ơi, set váy chấm bi như em đang mặc nhá. Nhà em bắt đầu bán nhá. Bắt đầu bán ạ. Nhà em bắt đầu nhận đơn nhá các tình yêu ơi. Bắt đầu nhận đơn mẫu này nhá. Mẫu này nhà em bán là đang bán là 350.000. Em giảm xuống trong khung giờ này xuống còn 290.000 nhá. 290.000 kèm áo ngoài và ren nhá, rất là đẹp và rất là rẻ. Đây ạ, rất là xinh nhá. Nhà em đang còn sót kho nhá. Mẫu này nhà em đang còn sót kho ạ. Cái tình các tình yêu là bạn nào mà chưa mua được thì tranh thủ mua trong khung giờ này nhá. Rất là đẹp ạ. Đây rất là đẹp ạ. Có màu, có hai. Đây rất là xinh nhá, rất là xinh đấy. Em giảm. Yến ơi nhà chị có áo phao em nhá, Yến nhá. Chị chào Yến nhá, chị Đào Đặng Thị Hải Yến. Các tình yêu ơi, đây set váy ren em đang mặc đấy ạ. Nhà em đang xả là xả từ 450.000 xuống còn 290.000 trong khung giờ nhà em đang phát sóng nhá. Nên các tình yêu nhanh nhanh đặt nhá. Nhà em còn tầm 10 set này thôi ạ. Em bắt đầu chốt đơn set này nhá các tình yêu ơi. Đây ạ, rất là xinh nhá. Ở ngoài là bé Phượng ơi, nhà chị đang giảm giá xuống còn 290.000 set này nha em nhá. Còn tầm chục set thôi nhá các tình yêu, nhanh tay đặt nhá, nhanh tay đặt khỏi hết ạ. Đây ạ, rất là xinh nhá. Rất là xinh, đằng sau rất là xinh ạ. Nhà em xả xuống còn 290.000 mẫu này nhá. 290.000 thôi ạ. Nhà em giảm từ 350.000 xuống còn 290.000 nhá. Đây ạ, rất là xinh nhá, rất là xinh đấy ạ. Ở ngoài là tay bi này, ở ngoài là tay bi này, ở trong ạ, đây rất là xinh ạ. Hồng Anh ơi, nhà chị có áo kaki em nhá. Vẫn sao ơi, đây chấm bi nó như nó giống hệt như chị mặc lên này em ạ. Giống hệt như chị mặc nhưng mà nó là chấm bi này, rất là xinh nhá. Em giảm giá nhá các tình yêu ơi, giảm giá trong khung giờ nhà em đang phát sóng ạ. Nhà em giảm được 50k, giảm tận 60k luôn mẫu này rồi. Yến ơi đợi chị một lúc nhá, nhà em giảm hẳn 60k luôn ạ. Giảm từ 350.000 xuống còn 290.000 mẫu này nhá. Nhà em đang shop còn mỗi mẫu còn tầm 2-3 set thôi nhá. Các tình yêu nhanh tay đặt hàng khỏi hết ạ. Đây ạ, rất là xinh ạ. Rất là xinh nhá các tình yêu ơi. Giá em đang mặc đấy ạ. Chắc thì rất là đẹp nhá, hàng loại 1 nhá các tình yêu nhá. Yên tâm là hàng loại 1 ạ. Lê Ruby ơi, màu trắng tớ đang hết nhá. Nếu mà bạn mà đặt thì nhà tớ sẽ về hàng thêm nhá. Lê Ruby nhá. Đây ạ. Mẫu này nhà em đang xả nhá các tình yêu ơi. Nhà em xả còn 290k nhá. Trong khung giờ này thôi ạ, 290k. Đấy rất là xinh ạ, rất là xinh nhá. Rất là nhiều bạn vẫn còn chưa mua được set này. Set này bình thường người ta bán là tầm độ 300, tầm 370-380. Nhà em giảm xuống còn 290.000 trong khung giờ nhà em phát sóng nhá các tình yêu nhá. Đây ạ. Nhà em bắt đầu chốt mẫu này nhá các tình yêu ơi. Nhà em bắt đầu chốt mẫu này ạ. Đấy rất là xinh ạ. Bên đó đôi set này của chị và mặc vẫn còn nha em ơi, vẫn còn ít thôi ạ. Bạn làm mà lấy thì để lại cho em địa chỉ này kèm số điện thoại này kèm màu áo nhá, để nhà em chốt đơn nhá. Đây ạ. Ánh Miko ơi, ship Văn Điển 30k. Váy Minh Thu ơi, váy em đang mặc em có bán nhá. Rồi ok, Huyền Nguyễn, chị chốt được đơn của bạn Huyền Nguyễn nhá. Đây ạ, rất là xinh, nhanh tay nhá các tình yêu, không là nhà em hết hàng rồi ạ. Giá nhà em đang xả là 290k chị Minh Thu nhá. Nguyễn Bích Diệt ơi, shop có bớt đùi với áo da em nhá. Ánh Miko ơi, nhà chị không miết được phí ship nhá, bởi vì nhà chị đang xả hàng rồi ạ. Set chị đang mặc Ngân Mi ơi, nhà chị đang xả xuống gần 290.000 nhá. Đây ạ, rất là xinh nhá các tình yêu, nhanh tay lên khỏi hết ạ. Nhà em chỉ còn gần chục set thôi nhá. Đây chấm bi đấy ạ, chấm bi cũng rất là xinh nhá. Rồi ok Minh Thu nhá, em chốt được đơn của bạn Minh Thu nhá. Tớ chào bạn Trang nhá. Đây rất là xinh đấy ạ. Đằng sau rất là xinh đấy ạ. Rất là xinh nhá các tình yêu, rất là xinh. 65 cân. Thảo Phan Thị Phương ơi. Rồi Minh Thu ơi, em chốt được đơn của bạn nhá. 65 cân chị cao không ạ? Đây ạ, rất là xinh nhá. Đây rất là xinh. Có cả đây chấm bi này, chấm bi như em đang dơ nhá, chấm bi như em đang dơ ạ. Lưu Ly ơi, có màu trắng len nhá. Nếu mà bạn lấy màu trắng len thì nhà tớ chắc còn tầm độ trong kho là còn tầm 5-6 cái, nhưng mà nhà tớ vẫn chưa lấy ra được. Nguyễn Thị Phương Nhung ơi, set chị đang mặc nhà chị đang xả là 290k trong khung giờ này nhá. Chị chào bạn Nguyễn Loan nhá. Thảo Phan Thị Phương ơi, cái gì ạ? Em không hiểu chị đang nói gì ạ. Đây rất là xinh, set em đang mặc nhá các tình yêu ơi, em xả là 290.000 ạ. Nguyễn Minh Diệt ơi, mẫu nào em nhỉ? 1m55
Thảo Phan thì Phương ơi 1m55 thì mặc được nha. Nguyễn Thanh Tú anh em đang xả set này là 290k. Rất là xinh đấy các tình yêu ơi, rất là xinh ở nhanh tay đặt hàng khỏi hết ạ. Bởi vì em còn gần chục set đang xả lốt nhá. Phương Baby ơi nhà thế thì là mặc được nhá, Phương Baby nhá. Rồi ok Hiền Nguyên ơi, em chốt được Hiền Nguyên nhá. Thảo Phan thì Phương ơi chị đang không hiểu em nói gì ạ. Ngọc Thắm ơi đang nhà chị đang sale hai màu này nhá, hai màu này ạ. Nhà em đang giảm giá xuống còn 290k nhá. Bạn nào mà lấy set màu trắng thì nhà em sẽ ở trong kho vẫn còn, nhưng mà bây giờ em đang không, bạn nào mà lấy. Rồi ok Minh Thu, Minh Thu. Rồi rồi Thảo Phan thì Phương ơi ok chấm bi nhá, chị chốt được đơn rồi nhá. Lưu Ly ơi shop của ship cổ nhuế là 30k nhá bạn nhá, ship của nhà em ship toàn quốc là 30k các tình yêu ạ. Đây ạ, rất là xinh ạ, rất là xinh ạ. Còn gần chục xe thôi nha các tình yêu ơi, chốt lốt cho em không là hết hàng ạ. Nhà em đang xả nhá, xả từ 350k xuống còn 290k, 90k nhá bạn, bảo 290k nhá bạn ơi. Nguyễn Minh Diện ơi 250k em nhá, Nguyễn Minh Diện nhá. Chị lặng 45 cân nhá. Rồi Nguyễn Nga, Nguyễn Nga ơi, xét chị đang mặc nhà chị đang xả 290k, rất là xinh nhá, 290k thôi ạ. Đây tay là gen nhá các tình yêu ơi, tay ở tay em đang mặc đây là gen này, rất là xinh nhá. Chuyên Lý ơi thế thì vừa ạ, Chuyên Lý ơi vừa nhá, Chuyên Lý nhá. Đây ạ, rất là xinh nhá, rất là xinh ạ, chất rất là dày dặn nhá. Đây ạ, ship Linh Giang là giá là 30k, nhà em ship toàn quốc 30k các tình yêu ơi, 30k. 30k nhá các bạn ơi. Các tình yêu ơi trong giây phút đầu tiên nhà 55 cân vừa chị Minh Trai nhá. Tại vì em mặc rất là rộng này. Đây em mặc rất là rộng này. Đấy, rất là rộng thoải mái này. Chị cả các tình yêu ơi em ship toàn quốc là 30k. Em nói lại thể lệ Minh Linh em một chút, chia sẻ nhiều nhất trong khung giờ này nhá, nhanh nhất và nhiều nhất nhà em tặng miễn phí một, tặng miễn phí một quần legging trị giá 100k nhà em đang bán nhé các tình yêu ơi, miễn phí nhá, tặng miễn phí ạ. Các bạn nhanh tay hộ em nhá. Hương Béo ơi nhà em đang xả 290k. Phương BB không bị dòng em nhá, không bị dòng đâu, dáng này rất là dễ mặc. Rồi ok Nguyễn Thị Bích Diện nhá. Chị chào Nguyễn Thị Phương nhá. Chị chào Hoàng Thùy Dương nhá. Đây rất là xinh đấy ạ, rất là xinh nhá. Nguyễn Thị Thu ơi, nhà em đang xả là 290k thôi ạ. 290k mẫu này nhá, nhà em xả từ 350.000 xuống còn 290k. Cứ xem đồ đi nhá. Phương ơi. Dạ. Em vào bán hàng đi em. Nguyễn Thị Thu ơi, nhà em đang xả là 290k nhá. Đây ạ, rất là xinh. Lệ. Rồi ok Thu Hương ơi cho chị xin lại cái số điện thoại nhá. Chấm bi là chị Lệ Duyên ơi, nhà em đang xả là 290k trong khung giờ này ạ. Đây ạ. Nhà em xả từ 350k xuống còn 290k nhá các tình yêu, nhanh nhanh mua hộ em nhá, mua khỏi hết nhá. Đây đằng sau rất là xinh ạ, đằng sau đây ạ. Đây ạ, rất là xinh thế ở nhà nhá. Đây ạ, rất là xinh nhá. Đây ạ, các tình yêu nhìn rõ đằng sau em mặc chưa, rất là xinh nhá. Rất là xinh luôn ạ. Em ơi Hiền Nguyễn Phương ơi, đây chấm bi chị dơ lên là đẹp này, rất là đẹp nhá, hàng loại 1 đây. Hàng loại 1 chất là dày dặn nhá. Đây rất là dày dặn này. Đây rất là dày dặn này. Anh ơi cho em xin lại số điện thoại nhá. Rồi ok Lưu Ly em chốt được đơn của Lưu Ly nhá. An Đầu Xanh ơi, cho em xin lại số điện thoại ạ. Yến Nguyên ơi không có màu đen nhá, không có màu đen đâu ạ. Áo rời nhá, áo là rời, áo rời, áo rời sau phải rét váy lên này. Áo ở ngoài là áo yếm nhá các tình yêu ơi, áo ngoài là áo yếm này rất là xinh ạ. Nhà em đang xả là 290k trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay nhá. Chị chào Thúy Tít nhá. Chào bạn Thúy Tít nhá. Đây ạ, rất là xinh ạ. Đây ạ. Các tình yêu chốt cho em nhá. Đây ạ, các tình yêu chốt cho em nhá, chốt nhanh cho em ạ. Hạnh Tít ơi mặc vừa gái ơi, Hạnh Tít ơi. 65 cân nào. 65 cân chị cao bao nhiêu ạ? Khánh Ni ơi, nhà em đang xả là 290k trong khung giờ phát sóng nhá. Rồi ok ạ. An Đậu Xanh ơi cho em xin lại số điện thoại luôn nhá, bởi vì là lượt inbox nhà em quá đông ạ, nên nhà em sẽ chốt qua thổ số điện thoại ạ. Đây ạ, các tình yêu ơi, rất là xinh nhá, màu xám em đang mặc rất là xinh này, màu xám em đang mặc rất là xinh. Rồi ok, em mặc chấm bi hay là đâu? Mẫu cao 1m45 và nặng 1m55 nhá. Rồi Sen Hồng, tôi cảm ơn bạn Sen Hồng nhá. Đây rất là xinh ạ. Đây rất là xinh nhá. Chấm bi như hệ y hệt như em mặc nhá các tình yêu ơi, y hệt như em mặc ạ. Đây tay có bo ở dưới này, rất là xinh này, tay còn bo ở dưới rất là xinh này. Rồi ok An Đậu Xanh nhá, em chốt được đơn của An Đậu Xanh nhá. Trang Trần đây 1m70 ạ. Bạn cao mà bạn nặng bao nhiêu cân ạ? À? Đây ạ, rất là xinh nhá, rất là xinh ạ. Rất là xinh nhá, đằng sau cũng rất là đẹp ạ. À. Rất là đẹp nhá. Nguyễn Minh Diệt đây đợi chị một xíu nhá. Như Quỳnh ơi nhà chị đang xả 290k nhá. Nguyễn Khánh Hà ơi nhà em đang xả cả set là 290k. Anh Hoa ơi còn áo chị đang mặc nhá, anh Hoa ơi vẫn còn nhá, vẫn còn còn số lượng ít, mọi người chốt nhanh hộ em nhá. 1m6
Cái gì nhỏ em là? Em chị chuyên lý ơi, mặc được nhá, chị chuyên lý ơi, mặc được nhá, mặc rất là thoải mái ạ. Em cao 45, em lặng 45 cân, cao 1m45 nhá. Cái đấy là 320.000 thôi em. 1m585 cân mặc vừa nhá chị Khánh Hà ơi, 1m50 43 cân mặc vừa nhá anh Hoa ơi. Ship Hà Nội 30k, ship tỉnh 30k nhá. Đây áo nó giống hệt luôn ạ. Tình yêu ơi giống hệt luôn nhá. Chấm bi thì giống hệt luôn ạ. Chấm bi là giống hệt như em mặc luôn nhá. Đấy rất là xinh nhá. Em mặc chấm bi cho các tình yêu chốt nhá. Các tình yêu ơi em mặc chấm bi cho các tình yêu chốt nhá. Rất là xinh nhá. Phương Đoàn ơi, nhà chị đang nỗ lực chốt đơn nhá, đang nỗ lực chốt đơn rồi ạ. Em cứ từ từ sẽ có người gọi điện đến cho em nhá. Rồi ok. Nguyễn Khánh Hà ơi, bốt nhà em đang đeo là giá 250k. Áo chị đang mặc là 290k nhá. Các tình yêu ơi, em xả cả xem nhá, ở trong là da ở ngoài là gilet ạ, là 290k nhá. Được rồi, em mặc chấm bi cho các tình yêu xem nhá. Em mặc chấm bi một xíu ạ. Cả nhà ơi rất là xinh nhá. Như Nguyệt ơi, em đang xả 290k nhá. Các tình yêu chốt nhanh nhá, không là hết hàng ạ. Nhà em đang xả kho ạ. Chị ơi, nhưng mà cái bốt của chị đang đi là 36, 37 đấy. 36 em. Hả? Em đợi chị một lúc được không? Chị like lúc ạ. Một lúc nữa, chị chuyển mẫu thì chị Phương ơi. Đỏ bây giờ em. Phương ơi. Vâng, đây là set chấm bi là các tình yêu ơi, chấm bi đây nhá. Bình Dương ơi, em đang xả là 290k. Rồi ok Minh Thư nhá. Dã Quỳ ơi, cho em xin lại số điện thoại ạ. Anh Hoa cho em xin lại số điện thoại nhá. Nhưng Nguyệt ơi, nhà em đang xả 290k. Đây em mặc dáng chấm bi nhá các tình yêu ơi, dáng chấm bi rất là xinh ạ. Rồi ok anh Hoa nhá. Em ấy cho chị cái này vào móc cả. Rồi ok Dã Quỳ nhá. Dã Quỳ ơi, lấy set sen màu gì cho em xin màu nhá. Một là tay chấm bi, hai là tay sen nhá. Chào Ngân Nguyễn nha, đây rất là xinh ạ. Bạn nào mà chưa xem được chấm bi thì em mặc cho các bạn xem nhá. Đằng bên mông này bên trong nó còn có khuy như thế này ạ. Rất là xinh này. Đấy bên trong còn có khuy như thế này ạ. Các tình yêu ơi, giảm trong khung giờ này nhá. Lam Than ơi, mẫu em vừa hỏi là nhà chị đang giá 290k nhá. Lê Trâm ơi, nhà tớ buổi tối có mở cửa hàng nhá cậu nhá. Nhà tớ mở đến 10 giờ tối nhá các tình yêu nhá. Đây ạ, rất là xinh ạ. À, rất là xinh nhá, bên cạnh cái chấm bi này còn có cả khuy này. Rất là yêu luôn này. Rồi anh Hoa ơi, rồi ok anh Hoa, em chốt được đơn của anh Hoa nhá. Rồi ok Nhung Sô Bia, đợi chị một tí nhá. Huệ Tuyên ơi, nhà chị có nhá. Nhà chị đang xả mẫu váy này là 290k. Từ 350k còn 290k nhá. Rồi ok Lan Than ơi, cho em xin lại số điện thoại nhá. Mẫu em đang mặc, em đang xả là 290k. Kim Ngân Ngô ơi, nhà em đang xả là 290k nhá. Voi con ơi, không biết là còn hay không nữa, tại vì là nhà chị bán, nhà chị chạy mẫu nhanh lắm, ra là không. Rồi ok Minh Thu nhá. Áo nhà em đang mặc này, áo này, áo bên ngoài nhá, áo bên ngoài này. Kèm bên trong này nhà em đang xả 290k nhá. Voi con ơi, chị cũng không biết nữa, bởi vì là nhiều bạn lấy, ra là cũng không biết là bạn nào lấy. Nhà em đang xả là 290k nhá. Hằng Nhung ơi, em ở thị trấn của Ngoại Ba Vì Hà Nội ạ. Rồi ok Huệ Tiên nhá. Tay gen nhà em đang có màu sữa và màu xám nhá, nhưng mà màu sữa nhà em đang không có ở đây ạ. Màu sữa nhà em đang hết hàng nhá, phải tầm ở trên kho trên mới có ạ. Nhưng mà bà nào mà đặt thì nhà em vẫn đặt được nhá. Len tay gen 48 cân mặc vừa nhá Thúy Hằng ạ. Đây quay đằng lưng. Đằng lưng rất là xinh nhá, tình yêu ơi, rất là xinh ạ. Rất là xinh nhá, rất là xinh ạ. Trang Vi Thảo ơi, cho em xin lại cái số điện thoại nhá. Cho em xin lại số điện thoại ạ. Đây là rất là xinh nhá. Các tình yêu ơi, các tình cứ nhiệt tình chia sẻ cho em nhá. Trong khung giờ phát sóng này, nhà em sẽ tặng luôn, tặng nóng nhá. Một quần legging này, có chất co giãn 4 chiều này, hàng đủ size này, cho bạn nào chia sẻ nhanh nhất và nhiều nhất nhá. Phương Nguyễn ơi, nhà em đang xả. Rồi ok Minh Thu lấy thêm set chấm bi nhá. Rồi ok ạ. Giá nhà em đang xả là 290k nhá bạn Phương Nguyễn nhá. Hằng Nhung ơi, nhà em không bán shopper ạ. Rồi ok Linh Thu ơi, Minh Thu ơi, em chốt được rồi nhá. Kim Chan xe ơi, nhà em giá là xả 290k trong khung giờ này nhá, 290k thôi. Rất là xinh nhá các tình yêu ơi, rất là xinh ạ, rất là xinh nhá, rất là xinh ạ.
Đấy, xe dê nữa này, xe dê này, xe 50 cân mặc được nhá, chị Lan Than nhá. Hà Mila ơi, đợi chị một tí nhá. Kim Kim Chan ơi, Kim Chan ơi, nhà chị đang xả là 290k nhá. Đây, dáng rất là xinh nhá, đây rất là xinh ạ, đây rất là xinh nhá. Cái này là tay gen nhá, cái này là tay gen này, đây cái này là tay gen này. Còn cái như em là mặc là chấm bi nhá. Các tình yêu ơi, chốt thêm cho em nhá, chốt thêm cho hai mẫu này nhá. Lan Than ơi, chị vừa bán lấy vừa thử cái tay gen rồi, rất là xinh nhá. Hai mẫu đều xinh nhé, em đang giảm cực sốc nhá, giảm xuống còn 290k, xả kho đón Tết luôn ạ. Rất là xinh ạ, đây rất là xinh nhá. Đằng sau rất là xinh ạ. Nghe Đào ơi, nhà em đang xả là 290k nhá. Rồi Lan Than ơi, cho chị xin lại cái số điện thoại nhá, Lan Than nhá, cho chị xin lại số điện thoại nhá. Rồi Mít dập rồi, ok Mít giờ Mít mập ơi, em chốt được đơn của bạn Mít mập nhá. Như Nguyệt ơi, 1m45 đi được bốt của chị nhá, đi được bốt của chị nhá. Rồi ok Lưu Ly. Lưu Ly ơi, nhà mình cuối buổi nhà mình sẽ chốt nhá, cuối buổi nhà mình sẽ chốt nhá. Rồi là Lan Than chấm bi nhá. Rồi ok Lan Than chấm bi. Trang Thảo Vi ơi, cho em cho chị xin mẫu set nhá, cho chị xin nhá. Cho chị xin cái tên set gen hay là set chấm bi nhá. Bạn Nguyễn Nguyên ơi, nhà cái này là hàng co giãn nhá, co giãn thoải mái này. Đến 60 cân vẫn còn mặc được nhá, hơn 60 cân vẫn còn mặc được ạ. Phan Thị Huệ ơi, chị yêu em nhá. Có áo này à, nhà cái này nhà chị bán rời nhá, rời cả áo cả váy ạ, cả váy cả áo nhá. Rời một set nhá, bán tổng cả set cho em nhé, em bán bán xả là 290k thôi ạ. Giảm từ 350k xuống còn 290k. Rồi trang.vi ơi, chốt cho em số điện thoại nhá, cho em xin lại số điện thoại ạ. Lan Than ơi, rồi ok nhá, Lan Than nhá. Minh Thu ơi, em ở ngay cổng trường cấp 2 Tây Đằng. Minh Thu ơi, chị em ở cổng trường cấp 2 Tây Đằng nhá, chị Minh Thu nhá. Đây rất là xinh ạ. Chào bạn Nguyễn Thị Phương nhá. Đây rất là xinh ạ, rất là xinh nhá. Rất là xinh ạ. Đây chấm bi cũng rất là xinh nhá, set gen cũng rất là xinh nhá. Em mặc rất là tây luôn ạ. Dáng rất là dễ mặc ạ, mặc và rất là sang nhá. Nguyễn Thị Phương Loan ơi, tớ chào bạn Nguyễn Thị Phương Loan nhá. Em ở cổng trường cấp 2 nhá, chị Minh Thu nhá. Ở cổng trường cấp 2 ạ. Đây rất là xinh nhá. Rất là xinh luôn ạ. Đấy, rất là xinh nhá, tình yêu nhá. Lan Than ơi, áo và váy đi cùng nhau ạ. Ừ, chị chào, chị cảm ơn Mai Miu nhá. Nhà em đang xả là 290k trong khung giờ này ạ. Chị Trần Tâm Đan ơi, nhà em xả 290k nhá, chị Trần Tâm Đan nhá. Trang Thảo Vi ơi, em cho chị cho được chấm bi cho em nhá. Đây ạ, rất là xinh này, rất là xinh này, rất là xinh nhá. Được rồi, váy gen, được rồi, chị thử xét thử được nhá. Bạn nào còn, đây, bạn nào còn thắc mắc váy chấm bi nhá. Váy chấm bi thì không phải lo ạ, rất là xinh nhá. Rất là xinh, chất thì rất là đẹp nha, hàng loại 1, các tình yêu yên tâm nha. Em thử váy gen nhá, váy gen cho các tình yêu xem nhá. Các tình yêu ơi, em xả kho trong khung giờ này nhá, xả được giảm 50k trên một sản phẩm đấy ạ. Trong khung giờ nhà em phát sóng nhá, các tình yêu chia sẻ bài viết cho em sẽ được nhận được giá là giá rất là ưu đãi là 290k thôi ạ. Nguyễn Thị Thu Cờ ơi, em đang xả là 290k nhá. Andy ơi, em đang xả 290k. Và bạn Vân Phan ơi, nhà mình ở Quảng Oai nhá, thị trấn Quảng Oai nhá. Rồi ok chấm bi thơ quyền quý chấm bi, em cho bạn thơ quyền quý nhá. Trang Thảo Vi 43 1m53 mặc vừa nhá, 43 1m53 cũng mặc thoải mái nhá. Đây chấm bi rất là xinh này, chấm bi rất là xinh này, đây chấm bi rất là xinh nhá, rất là xinh ạ, rất là xinh. Các tình yêu ơi, em xả 290k nhá, 290k trong khung giờ vàng nhé, em phát sóng này ạ. Mà nhà em xả kho đón Tết luôn nên các tình yêu nhanh nhanh tay nhá, không là hết hàng, không hàng hàng không về nữa đâu ạ. Đây ạ, set màu gen đấy nhá. Em mặc shop set màu gen cho các tình yêu xem nhá. Đâu bạn nào có thắc mắc set màu bi nữa không ạ? Rất là xinh nhá. Hương ơi, em vào ghim giá ơi, cái. Xả set vậy rồi. Ok Lan Than ơi, chị để chị ghim giá. Để chị ghim giá nhá. Xả 290k set váy. Set váy áo, set váy set váy kèm áo. Chị chào Phương Thảo nhá. Em mặc màu gen nhá các tình yêu ơi, chốt cho em thêm màu gen nhá. Đây ạ. Rất là nhiều bạn hỏi màu gen này ạ, để em mặc thêm để chốt ạ. Đây rất là xinh nhá, rất là xinh nhá. Đây rất là xinh nhá, đây. Gen rất là đẹp này các tình yêu, gen thì không phải lo nhá, gen rất là đẹp, gen hàng loại 1 luôn ạ. Thì không phải lo nhá. Em mặc set này nhá các tình yêu ơi. Nguyễn Kiều Trang ơi, đợi chị một lúc nhá, cho các bạn chốt lốt ạ. Cao rồi đấy.
chưa? Đó. Đó là ở sếp đúng không? Ngu thế. Em ấy đi, em mang cho chị cái sếp, sếp kêu cho rồi, cho chị để chị like lên đây. Đây ạ, sếp. Đây ạ, rất là xinh nhá, chào bạn Nguyên Nguyên nhá. Đây ạ, Nguyên Loan ơi, đợi em một lúc nhá, sếp phải gen tay đây nhá, các tình yêu ơi, em chốt thêm mẫu này nhá. Huyền Mít ơi, sếp chấm mi cả áo và váy là 290k. Thì em đang xả là 290 phẩm màu khác đấy. Rồi ok, Lan Than nhá, ok nhá. Rồi ok, Huyền Thu ơi, đợi chị một lúc nhá. Đây ạ, rất là xinh nhá. Rất là xinh nè. Út út đẹp ơi nhé, chị đang xả trong khung giờ này là 290k nhé các tình yêu ơi, cho lốt cho em đơn này nhá. Cho lốt cho em mẫu này ạ, cho lốt cho em mẫu này để nhé, không về hàng nữa nhá, không về hàng nữa đâu ạ. Đấy, chốt thêm cho em mẫu này nhá. Ngô Thanh Huyền ơi nhé, em đang xả từ 350k còn xuống 290k nhá. Mặc thêm chân váy nữa em ơi, mặc thêm chân váy đây, chân váy ở trong đây. Chỉ cần một cái chân váy nhỏ là được nhá, một cái chân váy nhỏ xíu thôi là rất là xinh rồi ạ. Chị ở thị trấn Quảng Oai nhá. Rồi Huệ Tiên ơi, đợi chị một lúc nha. Huệ Tiên ơi, xét của em ơi. Đấy, rất là xinh này, rất là xinh ạ. Đấy nha, xét váy gen này. Các tình yêu ơi, ở đằng trước là gen nhá, gen hàng loại 1 nhá. Kẹo Cưng ơi, cái hàng này là một size nhá, một size nhưng mà mặc thoải mái, bởi vì là dáng của nó là dáng suông ạ, mặc thoải mái nhá. Đây ạ, rất là xinh ạ, rất là xinh ạ. 42 cân mặc vừa nhá, bạn sự tùy duyên nhá. Đây chấm mi nhá, chấm mi len và mặc cũng rất là xinh nhá. Đây ạ, rất là xinh nhá. Đây rất là xinh nhá, rất là xinh nhá. Đấy, rất là xinh nhá. Đây đằng sau cũng rất là xinh nhá. Rồi ok, Linh Phương em chốt được đơn cho bạn Linh Phương nhá. Đây ạ, rất là xinh nhá. Đằng sau là xẻ này. Đằng trước là đầy hàng loại 1. Đằng trước ở ngoài di lê len nhá. Di lê len dày dặn nhá các tình yêu nhá. Di lê len dày dặn ạ, rất là xinh đấy ạ. Đây ạ, 50 cân vừa nhá. Bạn Kẹo Rừng ơi, 50 cân vừa ạ. Chào bạn Ánh Dương nhá, tôi chào bạn Ánh Dương nhá. Nhung Bùi ơi, đây là set kèm áo ren và áo ren và di lê áo ngoài nhá. Rồi Mai Anh ơi, cho em xin lại cái số điện thoại nhá. Cho em xin số điện thoại ạ. Set chị đang mặc là Thu Trang ơi nhà, chị đang xả là 290k nhá. Các tình yêu ơi, em nói lại gì? Rồi ok, em cho chị xin số điện thoại nhá. 52 cân vừa nhá, Mai Anh ơi nhá. Các tình yêu ơi, em xả trong khung giờ này nhá, chia sẻ nhiều nhất để chia sẻ nhiều nhất, nhanh nhất ạ. Rồi ok, bạn Sự Tùy Duyên ơi, cho em xin số điện thoại nhá. Gửi Trung Hà tầm bạt mất tầm độ 20k tiền ship nhá bạn nhá. 60 cân mặc vừa nhá chị nhá, Mai Anh ơi. Rồi ok. Rồi Thu Tóc Tém ơi, cho em xin lại số điện thoại nhá em. Lan Than ơi, tầm 3 ngày sẽ nhận được hàng nhá em ơi. Các tình yêu chia sẻ cho em nhá. Trong khung giờ nhà em phát sóng này chia sẻ nhanh nhất và nhiều nhất nhá. Em để dành tặng 2 cuốn legging ạ. 2 cuốn legging trị giá 100k của shop nhá. Tặng miễn phí luôn ạ. Tặng cho các bạn mà chia sẻ nhiều nhất nhá. Đây ạ. Rất là xinh nhá, chia sẻ nhiều nhất cho em nhá. Lên các tình yêu cứ nhanh tay chia sẻ cho em trong khung giờ nhá, phát sóng chia sẻ nhanh nhất nhá, càng nhanh càng tốt ạ. Tường Anh à, chị ở thị trấn Quảng Oai em ơi. Tường Anh ơi, em ở thị trấn Quảng Oai nhá. Thu Trang ơi, em ở thị trấn Quảng Oai nhá. Rồi Lan Thanh ơi, rồi ok, tớ cảm ơn bạn nhá. Tớ chào chị, em chào chị Hoa Hâm nhá. Rồi Thu Tóc Tém ơi, em chốt được đơn của chị rồi nhá. Em có số điện thoại em chốt được ạ. Các tình yêu ơi, chốt đơn thì để cho em lại xin lại số điện thoại nhá. Rồi Lan Hương nhá, Lan Hương nhá, em chốt được bạn Lan Hương nhá. Nguyễn Thị Kim Tiên ơi, rất là xinh ạ. Nga Đào ơi, đợi tớ một tí nha, sẽ có rất là nhiều mẫu, các bạn yên tâm nhé, sẽ có rất là nhiều mẫu. Đây ạ, rất xinh nhá. Legging nhà em đang bán 100.000 nha, nhưng trong khung giờ này bạn nào lấy legging vẫn lấy được nha, nhưng mà chia sẻ nhanh nhất này, nhiều nhất này, nhà em sẽ tặng free miễn phí ship luôn ạ. Một quần legging chỉ giá 100k của shop nhá. 60k mặc vừa nhá, chị Hương Du nhá. Đây ạ, rất là xinh ạ. Đây, rất là xinh nha, đằng sau cũng rất là xinh nhá. Cái này mà đi chơi Tết thì gọi là quá là tuyệt vời luôn ạ. Nguyễn Thị Kim Tiên ơi, Tường Anh ơi, thế thì chị mặc được nhá, chị mặc thoải mái nhá, chị Tường Anh nhá. Đây rất là xinh ạ, rất là xinh, rất là đẹp ạ. Đây rất là xinh ạ, đây rất là xinh nhá. Chị Tường Anh ơi, thế là chị mặc thoải mái nhá. Tết thế thì em bảo chị kia xem lại cơ, tại vì chị đi vừa mà. Thế thì chắc là nói thôi, cũng không ảnh hưởng gì đâu. Chị đi vừa mà. Đây ạ, rất là xinh đấy ạ. Mai La ơi, chị chào Mai La nhá. Em chào chị mùa xuân về nhá. Đây rất là xinh ạ, rất là xinh nhá. Xe dê đằng sau này, xe dê đằng sau rất là xinh nhá. Rất là xinh ạ. Nguyên ơi, không có màu xanh than, có màu đen thôi nhá. Xét chị mà Thu Tém Tóc, em giá 290k nhá.
Trang Ruby ơi, em xả là 290k Trang Ruby ạ. Em xả 290k nhá. 290k mong này. Các tình yêu ơi, chốt lớp đơn này cho em nhá. Nguyễn Hải ơi, nhà chỉ còn ít thôi nhá. Các tình yêu chốt nhanh hộ em nhá. Rồi ok, Mai Anger ơi, em chốt được đơn cho Mai Anger rồi nhá. Đây, rất là xinh này, rất là xinh này. Rồi Tường Anh ơi, đợi em một lúc nhá. Rồi em nhận được số điện thoại rồi nhá. Em nhận được số điện thoại, em chốt được bạn Mai Anger rồi nhá. Lê Thị Hoan, chị chào mê Hoan, Lê Thị Hoan nhá. Nguyễn Thị Tiên ơi, cái này rất là xinh nhá. Cái này chị vừa mặc rất là xinh. Em không phải lăn tăn nhá, vừa tại vì chị vừa thay ra rồi, rất là xinh nhá. Đây ạ, rất là xinh này. Các tình yêu ơi, chốt thêm cho em đơn này nhá, chốt thêm cho em ạ. Chị ơi, còn mỗi một đôi đấy thôi ạ. Em muốn đôi khác. Phương ơi, em xem lại bốt, tìm lại bốt cho chị đi. Ở trong này có size bao nhiêu này? Tìm lại cho chị đi. Mà rồi Vân Pháp ơi, rồi ok, bạn Vân Pháp chấm bi nha, em chốt được cho bạn Vân Pháp nhá. Rồi ok, Nguyễn Hải, em chốt được đơn cho bạn Nguyễn Hải rồi nhá. Đây rất là xinh ạ, rất là xinh nhá, các tình yêu ơi, rất là xinh nhá. Váy chị mặc Nguyễn Quỳnh Hoa ơi, chị xả là 290k nhá, 290k rồi ạ. Rất là xinh nhá, đây đằng sau xẻ một tí này, rất là điệu ạ, vừa điệu vừa xinh nhá. Kim Dung ơi, chị em là nhà em đang xả là 290k nhá. Nguyễn Thu Trang ơi, em đang xả là 290k, xả từ 350k xuống còn 290k. Tường Anh ơi, đây là set rời ạ, set rời nhá, set rời. Áo rời nhá, áo rời đây ạ. Ở đây là gen, ở trong là gen này. Ở trong là gen hàng loại 1 rất là xinh nhá. Đây ở ngoài là áo, ở ngoài là áo len chất rất là dày dặn nhá các tình yêu nhá. Rất là dày dặn luôn ạ. Đây rất là xinh nhá. Đây ạ, rất là xinh ạ. Rất là xinh nhá các tình yêu nhá. Cái này mà mặc đi chơi Tết thì rất là đẹp luôn ạ. Lên nhà em xả kho luôn, xả kho để cho mọi người sắm sửa để đón Tết nhá, chuẩn bị Tết đến nơi rồi ạ. Đây rất là xinh nhá, rất là xinh luôn ạ. Đây nhá. Đây, nhà em xả từ 350k xuống còn 290k nhá. Còn bạn nào chốt mẫu này nữa không ạ? Chốt nhanh cho em khỏi hết hàng nhá. Nguyễn Thị Kim Tiên ơi, chị vừa mặc cái chấm bi rồi mà. Chấm bi cũng rất là xinh nha em ơi. Thư Trang. Em chào chị Xuyên Hoàng nhá. Em chào chị Xuyên Hoàng nhá. Nguyễn Hải ơi, nhà em đang bán là 350k. Chia sẻ trong khung giờ này nhà em giảm hẳn 60k xuống còn 290k cơ. Đây ạ, nhà em đang bán, gọi là đang bán, gọi là chia khách hàng luôn ạ. Rồi ok, Tường Anh nhá, Tường Anh ơi, em chốt đặt Tường Anh nhá. Trang Ruby ơi, tớ ở thị trấn của Ngoài Ba Vì nhá. Tớ ở thị trấn của Ngoài Ba Vì ạ. Đây ạ, thị trấn của Ngoài nhá, các bạn ơi, đây ạ. Ở cổng trường cấp 2 Tây Đằng nhá. Đây rất là xinh nhá. Rồi Nguyễn Thị Kim Tiên ơi, đợi chị một tí nhá, rất là xinh nhá. Đây cả nhà ơi, còn bạn nào cần xem màu gen nữa không? Có bạn nào chốt màu gen luôn không ạ? Để em còn để em mặc chấm bi, lót chấm bi này cho bạn Kim Tiên bạn xem. Đây rất là xinh nhá, rất là xinh đã. Đây xem gen rất là xinh nhá, em đứng xa cho mọi người xem nhá. Rất là xinh và rất là đẹp này. Đây rất là xinh và rất là đẹp nhá. Rất là xinh và rất là đẹp nhá. Ai chốt mẫu này nữa không ạ? Chốt mẫu này nữa không ạ? Hai mẫu này em mặc lót chấm bi cho bạn này nhá, xong rồi để em chuyển mẫu của nhà em chuẩn bị hết hàng rồi nhá. Bạn nào chốt lót thì chốt cho em nhá. Rồi ok, Tường Anh ơi, chị chốt địa chỉ, chốt cho em số điện thoại rồi cho em địa chỉ là được nhá. Đây nhá tình yêu ơi. Hồng Hà ơi, nói chung là tầm từ hơn 60 cân đổ xuống là mặc được ạ. Hơn 60 cân đổ xuống là mặc được nhá. Mặc dáng là dáng suông này, chất là dáng suông rất là đẹp ạ. Rồi ok, tí nữa Vân Pháp và Vân Phan ơi, đợi em một lúc nhá. Đây rất là xinh ạ. Rất là xinh các tình yêu ơi, em chia sẻ bài chia sẻ bài viết nhá, vừa được giảm giá này. Ship nhà hỗ trợ ship toàn quốc còn 30k một lần ship thôi nhá. Đây ạ, rất là xinh nhá. Đây bạn nào chốt lớp chấm bi nhá để em. Đây ạ. Em mặc lốt chấm bi một lần này nữa nha, một lần này nữa cho bạn các bạn yêu cầu ạ. Rất là xinh nên mọi người yên tâm nha. Phương ơi, dạ? Em cho cái này vào mắt của chị cái. Anh ấy đi rồi, anh ấy theo anh ấy đi rồi. Anh ấy hót một lúc xong rồi anh ấy đi ạ. Chả vào dòng mình tôi làm gì vậy. Bảo nó mang lên, bảo đứa có ý lại ấy, nhá. Rồi ok Vân Phạm nhá, rồi ok Vân Phạm nhá. Các tình yêu ơi, đây là bạn nào mà chưa mặc, chưa xem được mẫu chấm bi nhá. Tớ bảo rất là xinh, là rất là xinh này. Đây, rất là xinh nhá. Chị Thảo, em lấy áo này cho con voi con. Rồi con voi con đúng không? 120.000 thôi em. Hoa Nguyễn ơi, chắc là phải khờ, chắc là không làm gì đủ tiền hả Nguyễn? Đây ạ. Rồi ok, Vân Phan ơi, cậu em cứ chị cứ qua nhà em lấy là được nhá. Thu tóc tém ơi, 60 cân mặc được ạ. Hồng Hà ơi, em đây ạ. Chị cao 1m55 nhá, tình yêu ơi, chị cao 1m55 nhá.
đây cao 1m55 ạ. Đây rất là xinh nhá. Đây bạn nào mà chưa xem được mẫu chấm bi đây ạ. Huyền đi Zigan ơi, nhà em đang xả là 290k trong khung giờ này nhá. Được giảm 50k trên một lần nữa. Trong một lần phát sóng ở giờ chị. Được giảm 50k trong giờ phát sóng lại xuống còn 290k nhá. Đây cú này tôi lấy xong một chị mới. Bạn nào mà chưa chốt được chấm bi chốt hộ em ạ. À. Chào Ngọc Lan nhá. Rất là xinh này, rất là xinh này. Đây không biết là lấy bạn nào hỏi em là chị mặc chấm bi để cho em xem cuốn về nhá. Đây ạ, à, rất là xinh nhá, rất là xinh này. Đây ở trong rất là xinh đấy ạ. Đấy rất là xinh nhá các tình yêu nhá. Nó còn có ghim ở đây này, nó còn có ghim ở đây nhá các tình yêu nhá. Chốt đeo nhá. Đây ạ, à, rất là xinh đấy ạ. Rất là xinh nhá. Đây các tình yêu ơi, chốt cho em thêm mẫu này nhá. Chốt cho em thêm mẫu này ạ. Đây chốt cho em thêm mẫu này nhá. Còn bạn nào chốt mẫu này nữa không ạ? À? Hoàng Nguyên ơi, ở trong là mặc váy là được mà bạn. Đây trong mặc váy là được nha, trong thì là một cái váy nhỏ thôi là rất là xinh nhá. Đây váy nhỏ thôi. Đây váy nhỏ thôi là rất là xinh rồi nhá. Đây các tình yêu, set tay tớ cầm là gen nhá. Đây các tình yêu, set tớ cầm là gen đây ạ. Đây, set tớ cầm là gen nhá. Còn cái này tớ đang mặc là set chấm bi nhá. Bạn nào mà chốt chấm bi thì cho em ghi là tay chấm bi nhá. Còn nào bạn nào mà chốt màu gen thì cho em là chốt màu gen nhá. Ly Kệ ơi, sẽ có em ơi, đợi một chút nhá. Đây rất là xinh ạ. Bạn nào chốt thêm mẫu này không ạ? Để nhà em chuyển mẫu ạ. Đây rất là xinh nhá. Đây màu xám em ơi. Hồng Hào ơi, nhà em vẫn còn nhá. Nhà em vẫn còn ít thôi chị mà. Hồng Hào ơi, nhà em còn một ít thôi nhá. Còn một ít thôi ạ. Rất là xinh nhá. Mẫu này rất là xinh nhỉ. Ngọc Anh ơi, gen nhà chị đang xả là 290k nhá. Đây xả là 290k. Đây rất là xinh nhá. Xả 290k nhá. Có áo len nhá và chị Phan Vân nhá. Big Bella ơi, nhà chị có màu trắng nhá nhưng mà đang ở trong kho chị không lấy được ra. Thì nếu mà em đặt màu trắng thì nhà chị vẫn ship được nhá. Gen Ngọc Anh ơi, gen nhà chị đang xả là 290k nhá. Đây rất là xinh nhỉ, 290k thôi ạ. Trong khung giờ này nhá, mặc cái set này đi đón Tết thì thật là vui, thật là đẹp nhá. 61 cân Hồng Áo ơi, 61 cân, 1 cân là vẫn mặc được nhá chị nhá. Bởi vì nó thoải mái mà, đây nó thoải mái đây. Rất là thoải mái này, rất là thoải mái, dáng là dáng xuông nhá, người nhỏ người to đều mặc được ạ. Đây ạ, rất là xinh nhá. Rất là xinh ạ. Đây rất là xinh ạ. Đằng sau cũng rất là xinh nhá các tình yêu ơi. Rồi ok Phạm Hằng ơi, em chốt đơn của Phạm Hằng cho em xin số điện thoại nhá. Đây màu gen này nhá, bạn nào chốt lót, bạn nào chốt lót cho em ạ. Không chị ơi, Ly Khẽ ơi, không ngắn đâu nhá em ơi. 1m60 là mặc thao đẹp nhá. Set này mà đi chơi thì rất là xinh mà nhà em đang xả siêu sóc rồi nhá. Nhà em bán là 350k. Xả trong khung giờ vàng nhà em đang phát sóng là còn 290k nhá các tình yêu nhá. Đây là 290k thôi ạ. Chị Phương Lùm ơi, em lặng 45 cân, cao 1m55 nhá chị Phương Lùm nhá. Chị Vân Thảo ơi, không mua gel mua thêm được đâu ạ. Chỉ là nó là set 2 set đi liền nhau nhá. Kiều Anh ơi, nhà em không biết được phí ship nhá. Bởi vì trong khung giờ này nhà em đã giảm giá cực sốc rồi ạ. Phí ship toàn quốc nhà em, phí ship toàn quốc là 30k thôi ạ. Phí ship toàn quốc là 30k thôi nhá. Các tình yêu ơi, có lá chốt mẫu này nữa không để em chuyển mẫu ạ. Liên Chip ơi, mặc với chân váy nhá, Liên Chip nhá. Đây rất là xinh nhá. Em xả từ 350k xuống còn 290k nhá các tình yêu ơi. Xả trong khung giờ này luôn ạ, trong khung giờ này nhá. Nhà em xả lốt cho hết ạ, còn không về hàng nữa nhá. Rồi em chào bạn chào My nhá, chào bạn chào My ạ. Rồi ok Phạm Hằng nhá, ok em cho được đơn của bạn Phạm Hằng nhá. Phạm Hằng ơi, cho chị xin cái áo em lấy là tay gen hay là tay chấm My nhá. Đây ạ, rất là xinh nhá, rất là xinh ạ. Đây rất là xinh ạ. Rất là xinh, xem bạn nào còn, em còn bạn nào còn lấy mẫu này nữa không ạ? À? Không là nhà em không về nữa nhá. Rồi ok, Tường Anh ơi, đợi tớ một xíu nhá. Đợi tớ một xíu ạ. Đây ạ, rất là xinh nhá. Gen đằng trước này. Gen đằng trước này, gen đằng sau này, đằng sau rất là xinh nhá, đằng sau rất là xinh này. Em chuyển mẫu nhá các tình yêu ơi. Còn bạn nào hỏi nữa không để em chuyển mẫu ạ? Rồi ok Phạm Hằng nhá, các tình yêu ơi. Trong khung giờ em nói lại nhá, nói lại mini game nhà em ạ. Mini game nhá, trong giờ khung giờ nhà em đang phát sóng nhá. Các tình yêu là chia sẻ nhanh nhất ạ, chia sẻ nhanh nhất. Nhanh nhất và nhiều nhất nhá, nhà em sẽ tặng được một quần net game này. Nên các bạn nào các bạn tranh thủ chia sẻ nhá, tranh thủ chia sẻ trong khung giờ nhà em đang phát sóng nhá. Một quần net game nhà em đang bán trị giá là 100k nhá, được tặng miễn phí luôn ạ. Nên mọi các tình yêu cố gắng chia sẻ cho em nhá. Phần quà sẽ rơi vào bạn nào đấy khi nào may mắn. Em chuyển mẫu nhá các tình yêu ơi, em chuyển mẫu nhá. Đây bạn nào còn chốt nữa không để em chuyển mẫu ạ. Rất là xinh này, rất là xinh và rất là thoải mái nhá, mặc rất là thoải mái nhá. Em chào Trần Phương Thúy nhá. Đây rất là xinh ạ. Em đổi mẫu nhá các tình yêu ơi, em đổi mẫu ạ.
Em đổi mẫu nhá. Chuyển sang mặc cái gì được nhỉ? Để em chọn, để em chọn mẫu để xem mặc nhá. Đây em mặc áo khoác này nhá. Các tình yêu ơi, em sẽ chuyển sang xà áo khoác như này nhá. Xà áo khoác này ạ. Xà áo khoác cực xinh luôn ạ. Big Bella ơi, tay gen nhé, nhà chị đang xả 290k nhá, nhé em chuyển mẫu nhá các tình yêu ơi. Bạn nào mà chốt tay gen mà tớ chốt tay được. Rồi ok, thu tóc tém nhá, đổi sang gen ạ. Rồi ok, thu tóc tém nhá. Rồi ok, Vân Phạm ơi đợi em một chút nhá. Em sẽ nói chung là sẽ đến lượt không sao ạ. Em chuyển mẫu nhá, em đợi chờ em một chút em thay đồ ạ. Tớ chào bạn Hương Nguyên nha. Đây rồi cả nhà ơi, em bắt đầu sang mẫu khác nhá các tình yêu ơi. Xả căng nét luôn này, xả căng nét áo khoác lên này luôn này cho nó vui này, xả để đón Tết này. Các tình yêu ơi, mẫu em đang mặc nha, mẫu em đang mặc khoác ngoài nhá, khoác ngoài. Bạn nào comment mã này là khoác ngoài nhá. Nhà em đang bán là 290k này, xả trong khung giờ này xuống hẳn 220k luôn. Các tình yêu ơi, em xả đây nhá, xả này là xả xuống hơn 220k nhá. Trong khung giờ này nhá, trong khung giờ xả từ 270k xuống gần 220k. Đây 220k nhá, rất là xinh ạ, đằng sau cũng rất là xinh nhá. Mẫu này có 3 màu ạ, mẫu này có 3 màu nhá cả nhà nhá. Có 3 màu thôi ạ. Cả tình các tình yêu ơi, em bắt đầu chốt đơn này nhá. Em bắt đầu chốt đơn mẫu này ạ. Đây rất là xinh ạ. Mẫu em đang mặc nhá cả nhà nhá, mẫu khoác ngoài nhá, khoác ngoài đấy ạ. Rất là xinh nhá. Đây ạ, nhà em xả từ 290k xuống có 270k xuống gần 220k nhá. Có màu rêu này, màu rêu như em rêu này. Màu rêu này, màu rêu, màu đen. Màu rêu này, màu đen nhá. Các tình yêu ơi, chốt nhanh nhá. Mẫu này nhà em chỉ còn vài chiếc thôi nhá. Còn vài chiếc thôi nhà em xả lốt cho khách hàng nhá. Đây ạ, rất là xinh nhá. Đây rất là xinh. Cả nhà cho bắt đầu chốt cho em nhá. Em bắt đầu nhận đơn nhá. Áo khoác kaki xả từ 270k xuống còn 220k. Nguyễn Bình Diệt ơi, đợi chị một xíu nhá. Nguyễn Bình Diệt nhá. Đây ạ, rất là xinh ạ. 70 Vũ Nguyệt Nga ơi, 7 chất ở ngoài là chất nâng. Đây là chất gọi là chất chất cũng là chất kiểu dạng kaki đấy ạ, dạng kaki nhá, dạng kaki. Năm nay đang hot kaki mà. 35 cân vừa nhá chị Nguyễn Quyên ơi. Nhà em đang xả mẫu này xuống còn 220k nhá các tình yêu ơi, xả từ 270k xuống còn 220k. Nhanh tay số lượng có hạn nhá các tình yêu ơi. Nhà em còn gần chục chiếc thôi ạ, lên thì em xả lốt nhá. Đây ạ, rất là xinh nhá, rất là xinh ạ. Rất là nhiều người đang săn ạ, đang săn đón mẫu này rất là hot luôn nhá. Cực xinh và cực hot này. Đấy, rất là xinh nhá. Em mặc màu, đây em đang mặc màu cam này, mặc màu cam nhá. Rất là xinh nhá. Khoác ngoài rất là tiện nhá. Chị Trang Thanh ơi, cho em xin lại số điện thoại nhá. Chị Trang ơi, Trang Thanh ơi. Lan Nguyên ơi, nhà em không bán gilet nhá, chị Lan Nguyên nhá. Chị Trang Thanh ơi, cho em xin số điện thoại nhá. Liên Cao ơi, 67 cân mặc vừa nhá, chị Liên Cao nhá. 1m7 mặc thoải mái ạ. Đây rất là xinh ạ. Em mặc ra đằng xa nhá. Đây rất là xinh. Rất là xinh và rất là đẹp. Em giảm từ 270k xuống hơn 220k nhá. Giá rất là siêu hấp dẫn rồi. Nên các tình yêu chốt nhanh nhá. Tại vì chuẩn bị Tết rồi, cũng mọi người cũng chuẩn bị sắm Tết rồi. Nên nhà em xả luôn ạ. Trang Thanh ơi, chị ok em chốt đơn được của chị Trang Thanh nhá. Rồi chị Chuyên Lý màu rêu 58 cân em chốt được rồi nhá. Em chuyển sang, em thử các màu nhá. Là 48 cân mặc vừa nhá chị nhá. Rồi em để em chuyển màu ạ. Rất là xinh này, mẫu này rất là xinh nhá. Rồi mẫu vừa màu rất là xinh này.
Đây, vừa mẫu vừa màu rất là xinh này. Trần Thảo ơi, 50 cân vừa nhá, 50 cân vừa, 44 cân vừa nhá. Kiểu Đắng ơi, 44 cân vừa nhá. Vừa thoải mái luôn nhá, màu đen này, màu đen mặc rất là tây nhá. Rất là tây và rất là xinh nhỉ. Set trắng di lê ba lê có mà, Trang Huyền ơi có mà. Chị vừa bán đấy. Đây rất là xinh đấy, đây bạn nào xem lại di lê lãi này, set di lê lãi này nhá. Đây bạn nào mà chốt mong là thì chốt nhá. Rồi ok, liên cao nhá, 6-7 cân size là 1 cam rồi. Em chốt chị liên cao nhá. Đây nhá, Trang Huyền ơi, đây set di lê rất là xinh nhá. Cái này không có hồng nhá các tình yêu ơi, có đen này. Đây đen em đang mặc, chất rất là dày dặn đấy nhá. Chất rất là dày dặn nhá, mặc không bao giờ bị xù nhá các tình yêu nhá. Ở trong là lớp lót lì, ở trong rất là ấm ạ, rất là ấm nhá, mặc rất là ấm nhá, chỉ cần mặc một áo len ở trong thôi ạ. Thì là rất là xinh rồi. Đây ạ. Chị Trần Trần ơi cho em chị. Rồi Dung Hiệp ơi, cái này rất là xinh ạ. Chị Trần Trần ơi có màu khác nhá, màu gel và màu đen ạ. Đây ạ, set là nhà em xả 290k nhá. Bạn nào chốt thì vẫn chốt cho em nhá. Bởi vì nhà em xả hàng rồi nhá, không còn hàng về nữa đâu nên các chị em tranh thủ mua nhá. Dung Điệp ơi, em xả là 290k mẫu này nhá, mẫu di lê tay gen này có cả chấm mi nhá. Hoàng Trà My ơi có 3 màu nhá. Đây ạ, có màu cam này, màu rêu này, màu cam, màu rêu và màu đen nhá. Rồi để em thử rêu nhá. Rồi ok, Vũ Nguyệt nha, em chốt và cho chị Vũ Nguyệt rồi nhá. Áo Dung Điệp ơi, áo váy đấy là 290k thôi Dung Điệp nhá. Áo khoác một size nhá, nhưng mà hàng mặc thoải mái, form trần mặc thoải mái nhá, từ 40 cân đến hơn 60 cân vẫn mặc được nhá. Áo khoác trần chân ơi, áo khoác nhà em xả là 220k thôi, giá sốc cực sốc luôn nhá các tình yêu ơi, cực sốc luôn ạ. Đây ạ, 39 cân vừa nhá Dung Điệp nhá, 39 cân vẫn vừa. Đây rất là xinh nhá các tình yêu ơi, rất là xinh nhá cả nhà ơi, rất là xinh ạ. Đây rất là xinh nhá. Dì ơi nhà chị có nhá. Đây màu rêu em đang mặc nhá cả nhà ơi, màu rêu em đang mặc ạ. Đây màu rêu em đang mặc ạ. Rất là xinh nhá, chất thì có rất là đẹp này, chất rất là đẹp nhá. Ở trong lót nỉ này, ở ngoài là chất kaki lót, rất là xinh nhá. Nói chung là rất là xinh. Em xả từ 270k xuống còn 220k nhá. Các tình yêu nhanh tay đặt nhá, trong khung giờ này thôi ạ. Các tình yêu ơi, trong khung giờ này các tình. Chị Dung Điệp ơi, nhà em mẫu đấy là nhà em xả 350k xuống hơn 290k đấy chị Dung Điệp ạ. Bé kẹo mút ơi có 3 màu nhá, mẫu này có 3 màu nhá. Đây. Các tình yêu ơi, trong khung giờ nhà em phát sóng nha các tình yêu. Thể lệ Mile Game này. Phạm Tuyết ơi, chị cao 1m55 nhá. Chị cao 1m55 nhá. Phương ơi, mang cho chị cái sạc điện thoại vào đây với kéo chị cái dây luôn nhá. Đây ạ, rất là xinh nhá. Mọi người ơi, trong khung giờ này nhà em phát sóng nhá. Em nói lại thể lệ Mile Game cho các bạn mọi người, khỏi mọi người quên mất nhá. Chia sẻ nhanh nhất em dành tặng 2 chiếc quần legging ạ. Để chia sẻ cho bạn nào chia sẻ nhanh nhất này, nhiều nhất này sẽ được tặng một chiếc quần legging này rất là xinh nha. Dung Điệp ơi, cái đấy mặc xinh lắm, chị nói thật là mặc rất là xinh nhá. Nên không phải mặc thử lúc cũng được ấy, tại vì là chị mặc ngay đoạn đầu ấy, nhiều bạn thích kinh khủng luôn ạ. Vâng ạ, Liên Cao ơi, áo free nhá. Áo free style. Rồi kẹo Đắng màu gel rồi, ok chốt kẹo Đắng nhá. Chốt bạn Nguyễn Lệ Thúy màu cam nhá. Đây rất là xinh ạ. Rất là xinh, có cả dáng tay ở đây, có tay bò nhá. Tay bò rất là gọn ạ. Đây rất là gọn nhá. Khoang ngoài thôi nhá. Nhà em xả mẫu này xuống còn 220k thôi ạ. Nhanh tay số lượng của hàng nhá các tình yêu ơi. Đây ạ, đây là màu gel nhá. Đây màu gel đây ạ. Các tình yêu ơi, ship tỉnh là 30k nhá. Nên mọi người yên tâm ạ. Nhà em đã có hỗ trợ ship từ chỗ lọ chỗ kia rồi. Rồi ok, chị San Clay San Caleb ơi, cho em xin lại cái số điện thoại nhá chị nhá. Cho em xin lại số điện thoại ạ. Thì nhà em mới chốt được đơn nhá. Không là nhà em sẽ không chốt được đơn đâu ạ. Đây ạ, rất là xinh nhá, màu rêu đấy ạ. Màu rêu rất là xinh vừa tây nhá. Đây ạ. Có cả màu đen và màu cam nhá cả nhà nhá. Có màu đen và màu cam nữa ạ. Em ơi, xem ra thì xem đi này. Xem đi ở trong kia em mang. Em hỏi lại mà móc cho chị đi. Xong rồi thì nước thì mặc lại cho bạn nào cần xem. Rồi ok, màu đen nhá, màu đen đây ạ. Màu đen rất là xinh này. Em mặc màu đen nhá cả nhà nhá. Thu tóc bém ơi, ship tỷ ơi, thu tóc bém ơi, ship nội thành là 30k thôi nhá, tỷ nhá. Đây ạ. Phạm Hằng ơi, nhà chị 220k là tính tiền áo nhá, tiền ship
ship tỉnh là ship tất cả các tỉnh thành phố là 30k nhá, nhà em hỗ trợ ship xuống còn 220k là 30.000 được ship nhá. Ga gối trăng nước ơi, xin lên nhà em cả set nhá, gồm áo ren và áo dạ ngoài nhá, áo dạ thu về nơi, áo này nhà em xả 290k nhá, xả 220k, mẫu này 220k nhá. Các tình yêu ơi, nhanh tay số lượng các bạn nhá. Tối rồi này. Ga gối ơi, di lê nhé, em đang xả là 290k nhá cậu nhá. 290k thôi ạ. Đấy là di lê nhá. Chờ tớ chào bạn Nguyễn Danh Minh nhá. Đây ạ, rất là xinh nhá. Dáng rất là xinh luôn ạ, cả nhà ơi, rất là xinh nhá. Đây là màu đen ạ. Nhà em chốt màu đen nhá các tình yêu ơi. Nhà em bắt đầu chốt màu đen ạ. Các tình yêu chốt màu đen cho em nhá. Đây rất là xinh nhá. Em đang mặc này. Đây này, có cả bấm cúc được vào trong nhá các tình yêu ơi. Mẫu này có thể bấm cúc được vào trong nhá. Đây bấm cúc được là trang ạ, đi đường thoải mái nhá. Phùng Hải ơi, nhà em mẫu này nhà em đang xả xuống. Rồi ok nhá, chị San Class ơi, em nhận được đơn rồi nhá. Bạn Phùng Hải ơi, cái nhà em đang xả là 270k xuống còn 220k. Đây ạ, rất là xinh nhá. Thu Huyền ơi, nhà chị có cam hay không có đỏ nhá, mẫu này không có đỏ ạ. Có cam nhá, cam, đen và rêu ạ. Chốt nhanh cho em nhá, các tình yêu ơi, chốt nhanh cho em ạ. Đây rất là xinh nhá. Rất là xinh luôn ạ. Có khuy từ trên xuống dưới luôn nhá. Nếu mà bạn nào mà muốn đi đường ấy, đi đường chỉ cần mặc một áo len là trời se lạnh như thời tiết như hôm nay ấy thì mặc rất là đẹp luôn ạ. Hiếm Hà ơi, nhà em có kaki nhá. Đây màu đen rất là xinh nhá. Đây có túi đằng trước này rất là xinh nhỉ. Chị chào Huyền cô anh nhá. Rồi ok bạn chị Tùy Duyên ơi, em sẽ mặc lại màu cam cho chị xem nhá. Rồi An La Nguyên màu đen, em chốt màu đen nha An La Nguyên nhá. Rồi bé kiểu mút ơi, chắc là sẽ có quà, em yên tâm nhá. Áo này là áo ở ngoài là kaki ạ, dạng kaki lót lỉ nha, là kaki lót lỉ rất là xinh nhá. Phùng Hải ơi, tôi đã không hiểu bạn nói gì, có chân, nhà chị có chân váy suông em nhá. Đây ạ, em mặc lại màu cam nhá, mặc lại màu cam, các bạn xem màu cam thì cũng rất là xinh luôn ạ. Đây rất là xinh nhá cả nhà ơi, rất là xinh luôn ạ. Hiệp Hà ơi, đợi mình một lúc nhá. Hiệp Hà ơi, đợi mình một tí nhá. Các tình yêu ơi, chia sẻ trong khung giờ này nhá. Rồi An La Nguyên ơi, cho chị xin số điện thoại nhá. Đây ạ, màu cam em đang mặc nhá, rất là tây nhá. Rất là tây luôn ý ạ. Đây ạ, rất là xinh ạ. Và mặc màu này cũng rất là sáng da nhá. Các tình yêu ơi, chốt cho em thêm màu cam nhá. Đây ạ, Hòa Thị Bùi, em chào bạn Thị Hòa Thị Bùi nhá. Các tình yêu ơi, chia sẻ nhiều nhất nhá. Thể lệ cuộc chơi nhà em chia sẻ nhiều nhất này, trong khung giờ em phát sóng nhá, chia sẻ nhiều nhất và nhanh nhất nhá, sẽ được giảm 50k trên một sản phẩm. Rồi nè, xong rồi lại được tặng quyền netking này, tặng quyền netking free miễn phí luôn nhá. Thì mọi người nhanh tay chia sẻ hộ shop nhá, có rất là nhiều phần quà nhá đang chờ đón các bạn nhá. Nguyễn Đan Lê ơi, áo này là áo chất kaki lót lỉ nhá, rất là xinh nhá. Đây kaki lót lỉ nhá, em đang xả từ 270k xuống còn 220k nhá. Đây ạ, rất là xinh nhá, kaki lót lỉ 220k thôi ạ. Tết rồi lên nhà em xả lốt nhá. Nhà các tình ơi, chốt cho em thêm mẫu này nhá, để nhà em đổi mẫu ạ. Đây ạ, rất là xinh nhá, có cả cúc đóng nhá. Các tình yêu ơi, ai muốn đóng thì đóng, có cả cúc đây ạ, rất là xinh này. Đây ạ, rất là xinh này, rất là xinh này. Đây ạ, rất là xinh nhá, màu cam rất là xinh này. Đằng sau lại còn có mũ này, đằng sau đóng này nhá, có mũ nhá. Đây, đằng sau đóng này có mũ nhá. Đóng này có mũ, đằng sau đóng này có mũ ạ. Đây Đan Lê ơi, em để em chỉnh máy một chút nhá, xem chị Đan Lê ơi, nhìn thấy chưa ? Đây ạ, rất là xinh nhá cả nhà nhá. Các tình yêu ơi, chốt màu cam cho em nhá, màu cam nhà em còn tầm 3 chiếc thôi nhá. Các tình yêu chốt lốt cho em nhá, phải hết hàng rồi ạ. Nhà em xả xuống gần 220k nhá, 220k mẫu này này. Đây rất là xinh rồi ạ. Đây nhá, rất là xinh nhá. Đây ạ, mẫu này nhé, xả xuống còn 220k nhé. Phạm Thị Hằng ơi, đợi chị một tí nhé, sẽ có nhé. Đèo Thị Thiên ơi, em chốt lại mẫu đi, khỏi chị hình như chưa nhìn thấy em đâu, chưa chốt được em. Bạn nào mà đọc đơn rồi nhá, em đọc đơn rồi là em chốt được rồi nhá. Đây rất là xinh ạ, có màu rêu này, màu rêu, màu đen và màu cam nhé tình yêu ơi.
Chị ơi màu nào cũng đẹp nhá, màu nào cũng đẹp và cả rêu cả. Phùng Hải ơi cho tớ xin lại số điện thoại nhá. Mua bây giờ chị đang đóng đơn rồi nhá, đang đóng đơn rồi. Rồi Hoàng Thị Trà My ơi cho em xin số điện thoại nhá. Đây ạ, à, màu rêu, màu đen nhá. Màu đây là màu đen này, màu đen, màu rêu nhá. Hồ Minh Tâm ơi nhà em đã giảm từ 270k này. Giảm xuống còn 220k nhá. Hiệp An đợi chị một tí nhá. Mà chia sẻ nhiều này, chia sẻ nhiều trong khung giờ này nhá, chia sẻ nhiều nhất để trong khung giờ vàng của shop nhá. Và nhanh nhất nhá sẽ được tặng một quần lết anh chị giá 100k nhá. Các tính ơi cho thêm màu cho em mẫu này nhá, màu đây ạ, à, màu gel đây nhá. Rồi ok Hoàng Thị Trà My màu gel nhá. Mai em qua lấy nhá, mai em qua shop lấy nhá. Bạn nào ở gần thì bạn nào ở gần qua shop lấy cho tiện ạ. Còn đâu ở xa thì sẽ ship nhá. Hồ Minh Tâm ơi chị ở thị trấn Quảng Oai nhá, thị trấn Quảng Oai Ba Vì ạ. Đây rất là xinh nhá cả nhà nhá, rất là xinh ạ. Đây nhá, có màu đen này, màu đen, màu gel này. Rồi bé kẹo mút đây, đợi chờ một chị một tí nhá. Rồi ok Phùng Hải nhá, em chốt xong của Phùng Hải rồi nhá. Đây là màu đen đây nhá, chốt lót cho em áo này nhá các tình yêu ơi. Đây để em mặc màu, mặc màu. Rồi Huyền Mít này, Huyền Mi Lê nhá, em chốt được bạn Huyền Mít rồi nhá. Đây ạ, à, màu đen đây nhá, màu đen đây ạ. Đây màu đen. Đây em mặc màu đen nhá, màu đen đây cũng rất là xinh nhá. Hương Hùng ơi, cái này là một size con, một size form chuẩn mặc thoải mái nhá. Đây ạ. À. Rất là xinh nhá. Tớ chào bạn Phùng Thúy nhá. Màu gel tớ đang mặc nhá. Áo này là sợ nhà em xả xuống gần 220k nhá. Rồi ok Hoàng Thị Trà My nhá. 70 cân để em xem nào, 70 cân. 70 cân nếu mà chị mình 70 cân mà chị to quá thì sợ mặc hơi chật đấy ạ. Dịu ơi nhà chị có váy yếm nhá, dịu nhá. 42 cân mặc được nha Hương Hùng ơi, 42 cân thì mặc thao hụt thoải mái luôn. Đây rất là xinh nhá, màu gel đẹp, chốt cho em thêm màu nhá. Các tình yêu ơi chốt cho em thêm màu này, màu gel rất là xinh nhá, màu gel, màu đen và màu cam nhá. Mẫu này có 3 màu nhá. Nhà em giảm từ 270.000 xuống còn 220k. Đây rất là xinh ạ. Đây là rất là xinh ạ. Rất là xinh cả nhà ơi, rất là xinh nhá. Bà nào còn chốt màu gel không ạ? Các tình yêu ơi ai còn chốt màu gel không ạ? Đằng sau có mũ đấy ạ, có mũ lại còn có mũ quả bông này. Rất là xinh nhá, có mũ quả bông này. Đây ạ, rất là xinh nhá. Dáng thì rất là đẹp nhá, không mặc thì không phải lo một tí nào nhá. Rồi ok để chị mặc màu gel nhá. Em ơi chất này là dạ kaki nhá, dạ kaki nhá, rất là ấm. Kiều Hương rồi ok tớ chốt được của bạn Kiều Hương màu cam rồi nhá. Hoa kim anh áo vàng bò lót lông. Chắc chiều nay nhà tớ đang đóng đơn rồi cậu ơi, nhiều đơn quá nên tớ sẽ từ từ nhá, sẽ gọi điện dần dần ạ. Đây ạ. Chị 45 cân nhá Hương Hùng nhá. Cái này là hàng cái này chị áo này là dạ kaki free size nhá tình yêu ơi, free size này. Mặc thoải mái nhá, mặc từ 40 cân cho tới hơn 60 cân vẫn mặc được nhá. Màu gel em đang mặc nhá. Ở trong không có lông nhá, ở trong là lót lỉ ạ. Ok Hoàng Kim Thanh nhá. Đây ạ, rất là xinh nhá. Đây rất là xinh ạ. Màu gel đấy nhá, màu gel em mặc này. Đây em đứng gần cho mọi người xem chất nhá. Đây chất dạ kaki rất là đẹp nhá. Đây ạ. Mặc rất là xinh luôn ạ. Nhà em mẫu này nhà em bán không không biết chán luôn. Diệu Thủy ơi, nhà em đang xả xuống còn 220k nhá. 220k thôi ạ. Áo trong người nhà em đang xả là còn 99k nhá. Hồng Ly Ngô nhá, đây ạ. Đây ạ, rất là xinh nhá, rất là xinh. Đây màu gel. Các tình yêu ơi chốt cho em thêm màu gel nhá, chốt cho em thêm màu gel ạ. Rất là xinh ạ. Đây ạ. Để em đóng cúc vào cho mọi người xem nhá. Ngọc Yếm ơi, em lên trên ạ. Trên Facebook nhà chị có ảnh ở trên Facebook để em, chị chụp mẫu ở trên Facebook mà. Đây rất là xinh nhá các tình yêu nhá, màu gel đây các tình yêu ơi chốt cho em màu gel nhá, chốt thêm màu gel ạ. Đây ạ, rất là xinh nhá. Hồng Ninh ơi, áo có màu gel này, màu gel, màu đen và màu cam nhá. Đây ạ, em mặc màu gel rồi nhá, đằng sau có mũ đây nhá. Đây ạ, các tình yêu ơi, có mũ này rất là điệu nha, điệu một tí rồi là rất là cute luôn ạ. Được cái là rất là cute dáng này luôn. Đây nhá, màu đen này ạ, màu cam nhá các tình yêu ơi. Em dơ đủ màu ra cho các tình yêu chọn nhá. Đây ạ, màu cam này, màu cam, màu rêu này. Rồi ok, bạn Sở Tùy Duyên tới chốt được đơn của cậu rồi nhá, bạn Sở Tùy Duyên nhá. Đây ạ, có màu rêu, màu cam và màu đen nhá, có 3 màu nhá, tháo hồ chọn luôn ạ. Đây ạ. Hồng Ly Ngô đợi tớ một tí nhá. Màu gel này, màu cam này và màu đen nhá các tình yêu ơi, chốt lót mẫu này cho em ạ. Hương ơi.
Phương ơi, Phương ơi, vào bán hàng em, chị cứ xem đồ đi nhá. Mi Nguyễn ơi, nhà em đang xả là 220.000 mẫu này nhá, 220k rồi ạ. Rất là xinh đấy nhá, có đóng cúc đấy, đóng cúc này, phác ngoài này, muốn phác ngoài cũng được, đóng cúc vào trong cũng được đấy nhá. Rất là xinh ạ. Em ơi đợi chị một tí nhá, cậu mua am nhá, đây ạ. Rất là xinh nhá, rất là xinh ạ. Rất là xinh nhá cả nhà nhá. Rồi ok Lâm nhá, thêm bảng màu gel, tớ chốt thêm đơn rồi nhá. Đây ạ, tớ mặc lại một lần nữa thôi nhá, xong rồi để tớ chuyển mẫu nhá, có tình yêu chốt cho nhanh hộ em nhá. Phạm Tuyết ơi, sẽ có nhưng mà từ từ em nhá. Đây ạ, rất là xinh. Vâng, nhà em nhiều đồ đẹp mà chị. Cứ thử thoải mái nhá, cứ thử tự nhiên như ở nhà ấy. Rồi ok mua am nhá. Rồi ok An Lan Nguyễn là màu gel cùng màu đen nhá. Hồng Ly ơi, nhà em có màu đen nhá, nhà em đang xả áo màu lại áo len ở trong là xả 99k nhá. Có Hồng Ly Ngô nhá, rất là đẹp ạ. Áo len cho này thì mặc cái gì cũng hợp ạ. Đây nhá, màu cam này xem các tình yêu có bạn nào chốt màu cam nữa không ạ? Rất là xinh này, rất là xinh nhá. Dáng rất là xinh này. Mặc rất là đẹp nhá, khoác ngoài thoải mái, thời tiết chỉ cần se lạnh thôi, mặc một cái áo mỏng ở trong thôi. Rất là hợp lý luôn nhá, rất là hợp lý luôn ạ. Đây ạ, rất là xinh nhá. Nguyễn Lệ Thủy ơi còn nha em nhá. Nguyễn Thị Trang ơi, Trang ơi, nhà chị đang xả là 220k em nhá. Mẫu này đang xả 220k. Đây rất là xinh nhá. Rồi ok Mai, nhà em đang đóng đơn rồi. Anna Nguyễn ơi, nhà em đóng đơn nhá. Nhà em đóng đơn đi. Lên sẽ có hàng cho mọi người nhá, nên mọi người yên tâm ạ. Mất Phương Hương ơi, đợi chị đợi một chút nhá. Đây rất là xinh nhá. Rồi ok Hiệp Hòa nhá. Các tình yêu ơi, ai có chốt mẫu này không, chốt lót cho em ạ. Đây màu rêu, màu cam. Bạn Ngân ơi, nhà em đang xả là 270k xuống hơn 220k trong khung giờ này nhá. Rồi Minh Nguyễn ơi, cho em xin lại số điện thoại ạ. Rồi ok Hồng Ly Ngô, một đen một trắng. Rồi ok Hồng Ly Ngô nhá. Chất dày dặn chị ơi, chất dày dặn đây ạ. Em dơ hẳn gần luôn nhá. Chất rất là dày dặn này, chất rất là đẹp nhá. Nói chung là em chọn thì rất là xinh rồi chị, mọi người không phải lăn tăn nhá. Nguyễn Thị Trang ơi, chị không biết là dày nào. Thúy Vi ơi, cái này là dày dặn thoải mái nhá. Màu đen này, màu đen này. Rồi ok Minh Nguyễn, em chốt được Minh Nguyễn rồi nhá. Phùng Lan anh ơi, cho chị xin lại số điện thoại nhá. Các tình yêu ơi, chốt đơn cho em màu cộng lại số điện thoại ạ. Chốt đơn cho em màu cộng số điện thoại nhá. Rồi ok Hồ Minh Tâm ơi, cho em xin lại số điện thoại nhá, để nhà em chốt hàng ạ. Đây là rất là xinh nhá, rất là xinh, dáng rất là xinh này. Màu rêu này, đây màu rêu này, màu đen này, màu rêu, màu đen và màu cam nhá. Đây rất là xinh ạ. Du La Linh Nguyễn ơi, cho em xin lại số điện thoại nhá. Các tình yêu ơi, xin là chốt đơn cho em xin lại số điện thoại nhá. Đây là giả kaki nhá, giả kaki có con gấu đấy, rất là xinh này. Đấy, có con gấu rất là yêu luôn nhá. Ngân ơi, áo nhà em đang xả là từ 270k xuống hơn 220k. Phải là kaki lỉ, là kaki dạ nhá, 40 cân mặc vừa nhá. Rồi ok, Phùng Lan Anh Mai xuống lấy em nhá. Mi Nguyễn ơi, shop chị ở thị trấn của Ngoài Ba Vì nhá em nhá. Rồi chào bạn Tôm Kem nhá. Đây có con gấu đằng sau này, rất là xinh nhá. Rồi ạ. Nguyễn Thảo ơi, mẫu nào nhỉ, hay là mẫu trước chị chạy rồi. Đây có con gấu đằng sau rất là xinh nhá. Đây có con gấu đằng sau rất là yêu này. Rồi ok nhá. Rồi ạ. Cái này con gái mặc ạ. Con gái mặc nhá. Lâm Thùy ơi, cho em xin lại số điện thoại nhá. Lâm Thùy nhá, 40 cân mặc vừa nhá. Trang Thiên Hoàng ơi. Phương ơi, Phương, anh Tuấn đóng hàng chưa? Anh đi đâu nhở? Em vào bán hàng của chị tí đã, xong rồi thì ra đóng tiếp. Em Mi Hảo ơi, nhà em đang xả là 220k nhá, mẫu này 220k, chất kaki giả nhá. Rồi ok Hồng Linh ơi, em chốt được rồi nhá. Áo rồi ok màu đen Nga Thúy nhá. Đây áo xanh rêu đây nhá các tình ơi, màu xanh rêu này rất là xinh này. Màu xanh rêu nhá, nhà em đang xả xuống còn 220k thôi ạ. Nguyễn Thảo ơi, mẫu trước nhà vẫn còn, em cứ chốt thêm cho chị nhá. 53 cân vừa nhá bạn. Cái này Hồng Phượng ơi, nhà em một size form thoải mái nhá, từ 40 cân cho tới 60 cân, hơn 60 cân vẫn còn mặc được nhá. 1m52 41 cân mặc được ạ. Ngân Nguyên Ngân ơi, mặc thoải mái nhá. Cái dáng này là áo khoác mà mặc thoải mái nhá. Rất là xinh này. Đây có con gấu còn đằng sau rất là xinh này, đằng sau còn có mũ lông nhá. Đây mũ lông hình con gấu này. Mũ lông con gấu này. Đây, mũ lông này con gấu này. Rồi ok, em mặc lên nhá, em mặc lên ạ. Em mặc màu đen nhá. Rồi ok ơ thôi. Rồi
ơi, Minh Nguyên ơi, đợi chị một tí nha, sẽ có em ơi, rất là nhiều mẫu, nhờ chị rất là nhiều mẫu nên không phải lo nhá. Hồng Phượng ơi, 60 cân vừa nhá, chị ơi, Hồng Phượng ơi, 60 cân vừa. Đây, rất là xinh nhá, rất là xinh đấy ạ. Hiền Nguyên ơi, nhà em cũng có nhưng mà nhà em chưa chạy đến ạ. Đây ạ, rất là xinh nhá. Đây, màu đen đấy ạ, đằng sau có hình con gấu nhá. Đây mọi người ơi, hình con gấu đằng sau đấy ạ, rất là xinh này, vừa xinh vừa cute nhá. Đây ạ, đội mũ len lên nhá. Đây, mũ của nó là mũ có quả bông này, có tình yêu có quả bông này. Đấy, có quả bông này, có quả bông rất là điệu nhá. Đây ạ, rất là xinh nhá cả nhà nhá. Đây, để em mặc màu xanh ạ. Chốt lốt mẫu này cho em nhá, tình yêu ơi, chốt lốt để nhà em chuyển mẫu ạ. Đây ạ, rất là xinh nhá. Ngân Nguyên Ngân ơi, còn ngoài đấy nha em nhá. Hiệp Hà ơi, đợi chị một tí cho các bạn chốt lốt nhá. Nguyễn Tám ơi, chị đang xả là 220k nhá. Rồi, ok, Du Lali Nguyên ơi, màu đen rồi ạ. Hồng Phượng ơi, có màu đen này, màu đen này, màu cam này và màu rêu ạ. Màu đen này, màu cam và màu rêu này. Đây, màu rêu rất là xinh nha, màu rêu rất là xinh. Mọi người ơi, đằng sau một con gấu rất là cute này. Đây ạ, con gấu rất là cute ạ. Rất là xinh nha, rất là xinh này. Rất là xinh ạ, rất là xinh nha các tình yêu ơi, rất là xinh này. Rất là xinh và rất là đẹp nhá. Rồi, Bỉm Nguyễn Vân ơi, cho chị xin, cho em xin lại số điện thoại nhá. Hồng Phượng ơi, có màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh nhá. Dáng cái này to là mặc thoải mái nhá. Đây ạ, đây ạ, rất là rộng. Hàng 25 nhá chị ơi, ở trong là một lớp lì, ở ngoài là dạ kaki nhá, rất là xinh ạ. Mặc rất là ấm nhá, trời xe lạnh thôi. Xe lạnh như cuối vụ rồi, xe lạnh mặc rất là đẹp nhá. 60 cân mặc vừa nhá chị Nguyên Tám nhá, dày dặn nhá chị ơi, chất rất là dày dặn đây ạ. Chất rất là dày dặn nhá. Rồi, Trang Thiên Hoàng màu đen rồi, chị chốt rồi nhá. Chị chốt của bạn Trang Thiên Hoàng màu đen rồi nhá. Đây, màu rêu em mặc rất là xinh nhá. Đây ạ, đằng sau của con gấu này, con gấu nổi bật luôn ạ. Làm nổi cả cái áo luôn ạ. Đây, rất là xinh nhá. Đây ạ. Đây ạ. Hoa Kiêu Kiêu ơi, chị đang mặc màu rêu nhá. Em ơi, đây chị dơ lên luôn nhá, nhìn cho nó dễ nhá. Đây, dơ chị dơ lên luôn luôn này. Đầy chất rất là đẹp nhá, đầy chất rất là đẹp này. Hình con gấu đằng sau cô tên này. Nguyễn Tám ơi, ship tỉnh là 30k. Rồi, Bích Nguyên, Bỉm Nguyên Vân ơi, Bỉm Nguyên tươi vui, cho em xin lại số điện thoại nhá. Bỉm Nguyên Vân ơi, cho em xin màu nhá, xin màu sắc. Các tình yêu ơi, chốt màu cộng với chốt màu cộng với số điện thoại cho em là nhà em sẽ chốt được nhá. Đây ạ, có con gấu màu cam này, rất là xinh này, cả rất là nổi nhá, rất là yêu ạ. Đây ạ. Rồi, một cái màu rêu cỡ lớn ạ. Một cái màu rêu nhá, một cái màu rêu rồi. Chị Hồng Phượng ơi, cho em xin lại số điện thoại nhá, Hồng Phượng ơi. Rồi, Hồng Phượng rồi, ok, em chốt ở đơn của Hồng Phượng nhá. Đây ạ, rất là xinh nhá, màu cam này, màu cam rất là xinh này. Ở bên trong này các tình yêu ơi, bên trong là lớp lì rất là dày dặn này. Đây ạ. Đây thì một tí nhá, Hoa Kiêu Kiêu nhá. Rồi, ok, Bỉm Nguyên ơi, cho em xin lại cái số điện thoại nhá. Cho em xin số điện thoại để chốt cho nó dễ ạ. Đây. Đây ạ, màu đen nhá, đây là màu đen nhá, màu đen cũng rất là xinh nhá. Nhà em đang xả trong khung giờ này ạ, các tình yêu ơi, xả khung giờ này là 220k nhá. Rồi, ok, chị Bỉm Nguyên Vân ơi, Bỉm Nguyên Vân cho em xin lại số điện thoại nhá. Đây ạ, rất là xinh ạ, màu đen nhá. Rồi, ok, Tâm Kem ơi, chị cảm ơn em rất là nhiều nhá, chúc em may mắn nhá. Rồi, ok, Hồng Phương ơi, cho em xin số điện thoại là nhà em chốt được đơn nhá. Khỏi là inbox nhà em quá đông ạ, lên nhà em sẽ rét từ từ. Đây, chị cho em số điện thoại lên chốt sẽ nhanh hơn ạ. Đây ạ, rất là xinh nhá, đây rất là xinh này, màu đen có cái đằng sau có hình con gấu này. Chất rất là dày dặn nhá các tình yêu ơi, chất rất là dày dặn, không phải lo nhá. Đây, màu rêu ạ. Tình yêu ơi, được chị Chuyên Lý ơi, nếu mà chị muốn thích kiểm tra hàng, em cho kiểm tra hàng thoải mái nhá. Hàng nhà em hàng chuẩn nhá, chất rất là đẹp, tay tính tay em chọn nhá, nên mọi người yên tâm nhá. 48 cân mặc vừa ạ, chị ơi, 48 cân mặc vừa nhá. Du Lali Nguyễn ơi, chị em chốt được đơn của chị rồi nhá, cho em số điện thoại là em chốt được đơn ạ. Có Nguyễn Tám ơi, có nhá, 6-7 cân, sợ mặc nó sẽ, sợ tay nó hơi bị cước đấy. Để chị xem nào, 6-7 cân em cao mét bao nhiêu, có chị ơi, đây. Bởi vì nó cũng tương đối là rộng ấy, chắc là mặc được, chị nghĩ là mặc được. Em ơi, còi chip ơi, em bao nhiêu cờ, em cao mét bao nhiêu. Đây ạ, rất là xinh nhá. Rồi, ok, chị Bỉm Nguyên Vân nhá. Đây, rất là xinh ạ, rất là xinh nhá. Có cả màu cam, rất là xinh ạ. Đây, màu cam rất là xinh nhá. Đây, màu cam em mặc lên này rất là xinh nhá. 1m55 đấy bằng em à. Em cao 1m55 này, 1m55. Chắc là mặc được đấy chị ơi, mặc được đấy. Tại vì dáng này dáng rộng mà, dáng suông nữa. Rồi, ok, Thúy View màu xeo nhá.
Rồi ok, để chị đón Cúc vào nha. Rồi ok, Julali Nguyễn. Nhà em chốt được đơn rồi nha. Cứ xem đồ đi nha gái nhá. Thế thì khả năng là phải chọn mẫu khác. Nếu mà to quá thì chọn mẫu khác. Rồi ok, Ngân ơi còn em ơi. Ngân ơi còn cái loại đấy nhá, còn kaki long long đấy nhá. Đấy rất là xinh ạ. Đây màu cam cũng đây em mặc nhá, mặc màu này rất là nổi luôn ạ. Các tình yêu ơi, màu này rất là nổi luôn nhá. Đây ạ. Đấy rất là xinh nhá, rất là nổi luôn này. Thú tóc tém ơi, nhà em có nhá. Dạ của lông em không biết loại đấy là loại nào ạ. Rồi ok, Hồ Minh Tâm đợi em một tí nhá. Mai Anh ơi, cái nhà em đang mặc là nhà em xả 220k nhá. Để tí nữa có chị có chip ơi, cứ để cho em số điện thoại lại nhá, em sẽ liên lạc với lại với nhà mình. Hiệp Hà ơi, đợi chị một tí nhá. Lan Hương ơi, nhà em nặng là 45 cân này. Các tình yêu ơi, em nặng 45 cân cao 1m55 ạ. Nặng 45 cân cao 1m55 nhá. Hoa Kiu Kiu ơi, chị nặng 45 cân cao 1m55 nhá. Áo không, áo này nhà em đang xả là 220k nhá các tình yêu ơi, em xả là 220k. Có màu đen này, màu rêu và màu cam nhá, rất là xinh nhá, màu nào cũng xinh ạ. Rồi chuyên lý ơi, em chốt được đơn của chị rồi, chị không phải lo nữa rồi. Ok, coi chip nhá, có gì chị sẽ liên lạc lại với em. Đây rất là xinh ạ, rất là xinh nhá. Thoải mái này, rất là xinh nhá các tình yêu ơi. Các tình yêu ơi, chốt còn chốt vải là vải. Đây là dạ kaki nhá các tình yêu ơi, dạ kaki chất rất là dày dặn, hình con gấu người ta in cũng đẹp này, rất là xinh rồi này. Đây ạ, rất là xinh nhá. Người ta theo rất là xinh rồi ạ. Diệu Thủy ơi, cái đấy là 380k, hôm qua là 380k, có màu rêu và màu hồng. Mai Anh ơi, chị ở thị trấn Quảng Oai nhá, thị trấn Quảng Oai Ba Vì nhá. Các tình yêu ơi, xong mẫu này chưa ạ? Để em chuyển mẫu ạ. Rồi ok, Bỉnh Nguyên Vân ơi, em nhớ đơn của chị rồi ạ. Cứ cho em số điện thoại là em sẽ chốt được đơn nhá các tình yêu nhá. Đấy rất là xinh ạ. Các tình yêu ơi, ai có chốt mẫu này nữa không ạ? Còn ai chốt mẫu này nữa không để em chuyển mẫu nhá. Đấy rất là xinh ạ. Em chuyển mẫu nhá các tình yêu ơi, đợi em một xíu nhá. Các tình yêu ơi, em nói là thể lệ cuộc chơi nhá các tình yêu. Thể lệ mini game nhà em này, rất là nhiều bạn nhận được quà của shop rồi nhá. Các tình yêu ơi, chia sẻ cho em nhá, chia sẻ cho em trong khung giờ này, chia sẻ nhanh nhất và nhiều nhất ạ. Nhà em sẽ được tặng một. Rồi ok, Nguyễn Thị Trang thì em qua lấy nhá. Chia sẻ bài viết nhanh nhất để sẽ được tặng một chiếc quần legging trị giá 100k shop em đang bán nhá. Rồi ok, Ngân ok nhá. Rồi chị chuyển mẫu nhá. Đợi chị một tí. Ơi. Phải đấy là 140 nha. Đợi em chuyển mẫu nha các tình yêu ơi, đợi em chuyển mẫu nha. Chị không biết đâu cái nào là xả 300k em ạ. Mặc thoải mái mẫu này nha. Rồi ok, là rất là xinh ạ.
nó ấm như một cái chăn bông luôn nhá. Mũ thì cũng rất là xinh. Đây ạ, mũ cũng rất là xinh nhá. Diêu Thúy ơi, chị đã không biết em hỏi cái mẫu nào cơ, em nhắn tin lại cho chị nhá. Áo này có size nhá các tình yêu ơi, MLXL ạ, rất là xinh ạ. Đây nha, rất là xinh nhá, rất là xinh, rất là ấm ạ. Rất là ấm nhá, nó như một... Rồi ok Huyền Trang nhá, nó ấm như một cái chăn bông luôn trong cái thời tiết lạnh như thế này ạ. Đây ạ, rất là xinh nhá, hai màu em đang mặc nhá, hai màu ạ. Các tình yêu ơi, chốt nhanh nhá, mẫu này nhá, còn chục chiếc nhá. Đây ạ, mẫu này nhá, còn chục chiếc thôi các tình yêu, ai chốt nhanh cho em nhá, không là hết hàng nhá, không còn về hàng nữa đâu ạ. Đây rất là xinh nhá, rất là xinh ạ. Ở trong là lót bông nhá, ở trong là lót bông ấm cứng luôn nhá. Đây ở trong là lót bông ấm cứng luôn này, lót bông như một cái chăn bông luôn này. Trong cái thời tiết lạnh như thế này chỉ mặc áo này thôi. Đây Nguyễn Tám ơi, XL nó to hơn như này một chút thôi nha, em để dưới kho ạ. Nhưng mà cái này có size nhá, chị mặc thoải mái nhá chị Nguyễn Tám nhá. Em đang mặc đây là size M nhá, em đang mặc size M nhá. Cà Chua ơi, mẫu này nhà em đang xả là 380k thôi ạ. Mua mới có nhá em nhá, mua mới có nhá, mẫu này có nhá. Rất là ấm ạ, rất là ấm ạ. Mặc rất là đẹp này, đây rất là xinh ạ. Rất là xinh nhá. Đây rất là xinh nhá, em xả từ 400 có tháo được lông chị ơi, có tháo được lông nhá. Đây là hàng Quảng Châu nhá các tình yêu ơi, em xả lốt đợt này thôi nhá. Hết hàng rồi ạ, không về hàng nữa nhá. Các tình yêu nhà em không đánh được hàng Quảng Châu về nữa nhá. Bởi vì nhà em bọn em đóng biên rồi không nhập được nữa nhá. Đây rất là xinh nhá. Đây có tháo được lông này, tháo được lông này, tháo được lông nhá. Đây màu này cũng rất là xinh này. Các tình yêu ơi, chốt nhanh cho em mẫu này nhá. Chốt nhanh cho em, chốt lót cho em mẫu này ạ. Chốt nhanh cho em mẫu này nhá, không là hết hàng không về hàng nữa nhá. Đây này, nó như thế này này, mua em ơi. Tường Vi Nguyễn Cao ơi, có size vừa nhá, 42 cân là mặc thoải mái nhá, Tường Vi nhá. Đây là rất là xinh ạ, đây em mặc rất là đẹp này các tình yêu ơi, rất là đẹp nhá. Có hai màu, màu rêu và màu bò nhá. Các tình yêu chốt đơn cho em mẫu này nhá, chốt lốt phải hết ạ. Tại vì Tết năm nay dự báo là rét đậm rét hại rồi đã. Kiểu gì phải sắm cho mình một cái áo khoác thật là dày dặn để còn giữ gìn sức khỏe chứ. Còn đi sắm Tết chứ, cho tình yêu nhờ. Các tình yêu ơi, đây ạ. Rất là xinh nhá, đây màu bò em đang mặc này rất là xinh này. Rất là xinh nhá, rất là xinh nhá. Có túi này rất là xinh này, có cả Nguyễn Tám ơi, 60 cân mặc size L ạ. 60 cân mặc size L nhá. Như chị đang mặc đây, mua em ơi. Đây mẫu này rất là xinh nhá, mẫu này rất là xinh ạ. Dương Thị Hoa ơi, mẫu này nhà em đang xả từ 450.000 xuống gần 380.000 trong khung giờ này nhá. Trong khung giờ nhà em phát sóng nhá, tất tình yêu ơi. Bình thường nhà em mà có hai màu nhá, chị Trinh Tùng ơi, có hai màu ạ, màu rêu và màu bò em đang mặc rất là xinh ạ. Ở đây mà chị đang mặc đây mà, mua em ơi, chị đang mặc đây mà. Đây rất là xinh này, rất là xinh này. Đây nhá, màu rêu đây ạ, đây là màu rêu nhá cả nhà nhá, đây là màu rêu nhá, màu rêu đây ạ. Rất là xinh nhá, nhà em xả mẫu này là từ 380.000 từ 450.000 nhá, xuống còn 380.000 ạ. Đây rất là ấm này. Ở trong mọi người, ở trong nó lót lông này, như một cái chăn bông luôn nhá các tình yêu ơi. Lót lông như một cái chăn bông này. Trinh Tùng ơi, nhà em ship toàn quốc, ship 30k ạ, tầm từ ở Sơn Tây tầm từ 20k đến 20k thôi nhá chị Trinh Tùng nhá. Đây ạ, rất là xinh ạ. Đây mũ lăn lông này, lăn lông cái lông nó cũng đẹp rồi, cả lông cũng đẹp nhá. Nhà em xả lốt đợt này thôi nhá các tình yêu ơi. Các tình yêu chốt lốt cho em nhá, chốt lốt cho em nhá. Chị rồi mua em ơi, chị đang mặc đây là size S nhá. Đây rất là xinh này, rất là xinh ạ. Đây ạ, mũ lông này, mũ lông nhá. Mua em ơi, có mẫu trước rồi chị Duyên Đình nhá, có chưa có. Có mẫu khác nhá, đây rất là xinh ạ. Rồi ok Thúy Vi nhá, rồi ok Thúy Vi. Đây ạ, em đội mũ lên nhá các tình yêu ơi, mũ này nhá. Mũ này này, mũ chất rất là dày dặn này. Mọi người xem cái mũ không cũng đẹp rồi ạ. Cả nhà ơi rất là xinh nhá, có cả rút dây luôn này. Rút dây nếu mà chị nào muốn cho nó gọn gàng một xíu nhá, cho nó xinh nhá. Nếu mà chị nào muốn xinh một tí ạ, muốn rút dây một tí đấy ạ. Đây rất là xinh này. Đây ạ, đây rất là xinh ạ, rất là xinh rồi nhá. Rất là xinh này. Có hai màu nhá các tình yêu ơi. Rồi ok chị Xuân Phạm, em chốt đơn của chị Xuân Phạm nhá. Huyền Thu ơi, để chị một lúc nhá, sẽ có váy nhá Huyền Thu nhá. Đây ạ, rất là xinh này nhá. Các tình yêu ơi, chốt lót đơn này cho em nhá, chốt lót đơn này cho em ạ. Đấy ạ, rất là xinh nhá. Các chị nhìn rõ chưa ạ? Có hai màu, màu rêu và màu màu bò nhá. Ở trong thì nó ấm như một cái chăn bông này. Ở trong có một chăn ấm như một cái chăn bông nữa. Đây chăn ở trong nhá, đây là ở trong. Còn ở ngoài thì chất kaki rất là cứng nhá, rất là dày dặn ạ, mềm mại và dày dặn nhá.
Đây ạ, rất là xinh nhá. Đây ạ, rất là xinh ạ. Các tình yêu ơi, bạn nào còn chốt mẫu này nữa không ạ? Có tình yêu nào nhà em còn chốt mẫu này nữa không ạ? Rất là ấm và rất là đẹp nhá, rất là ấm và rất là đẹp này. Đây rất là xinh luôn ạ. Đây rất là xinh nhá. Rồi Huyền Thu ơi, đợi chị một lúc nhá, sẽ có em ơi. Đây ạ, rất là xinh nhá. Đây ạ, chị Tường Vi ơi, đây đằng sau nhá, đằng sau đây ạ, đằng sau em quay nhá, đằng sau em quay nhá. Đây ạ. Đây ạ, rất là đẹp nhá chị ơi, rất là đẹp nhá. Nguyễn Tám ơi, nhà em vẫn còn nhá, 44 cân thì mặc size S nhá. Dương Thị Hoa ơi, 44 cân mặc size S ạ. Chị Trinh Tùng ơi, cho em xin số điện thoại để em chốt nhá. Các tình yêu ơi, chốt đơn cho em xin lại số điện thoại nhá. Đây ạ, màu rêu, em ôm cả màu rêu cho mọi người xem nhá. Rồi Thúy Vi ơi, rồi Thúy Vi nha, em chốt được chị Thúy Vi nhá. Lan VIP Cute nhà em ship và nhà em đăng xả là từ 450.000 xuống 450.000 xuống còn 380.000 nhá. Duyên Zula ơi, 48 cân. Áo em đang mặc Minh Khang ơi, nhà em đang xả là 380k nhá, trong khung giờ này thôi ạ. Trong khung giờ này nhà em đang xả 380k nhá. Màu rêu thì các tình yêu ơi đủ size chứ không phải lo nhá. Trang Huyền ơi, nhà chị đang đóng đơn rồi. À đây chị chào em Mông Tuyết nhá. Tường Vi ơi, 42 cân không mặc rộng chị ơi, 42 cân không mặc rộng nhá. Có Ngân Nguyễn Ngân ơi, nhà em có áo len thân dài nhá. Tương ơi, đang gói hàng này chị gái, một đôi Adidas 130.000 em. Rồi chị Trung Trinh Tùng ơi, em chốt được đơn rồi nhá. Ngân Nguyễn Ngân ơi, có áo len nhá, đây ạ, rất là xinh nhá. Các tình yêu ai còn chốt mẫu này nữa không ạ? Ai còn chốt mẫu này để chốt lốt nhá, ai còn chốt mẫu này để chốt lốt ạ? Đây rất là xinh nhá, rất là xinh nhỉ. Đây ạ, rất là xinh nhá các tình yêu ơi, rất là xinh ạ. Đây ạ, rất là xinh nhá các tình yêu ơi, rất là xinh ạ. Rồi ok, chị đã chị chào em nhá. Sang Chu Thị Thuận ơi, chắc là tối nhà em sẽ có ạ. Tối nhà em sẽ có, tối mong là nhà em sẽ có nhá. Rồi Mai Duyên Trần ơi, cho em xin lại số điện thoại và màu sắc áo nhá. Đây màu rêu mà nhá. Đến cái lông nó cũng rất là đẹp rồi, đến cái lông cũng rất là đẹp rồi đây ạ. Đây đến cái lông thì cũng rất là mềm mịn rồi nhá. Hàng Quảng Châu nhá các tình yêu ơi, hàng Quảng Châu ạ, hàng đủ size nhá. Hoa Kiu Kiu ơi, đợi chị một lúc nhá, Hoa Kiu Kiu nhá. Ngân Nguyên Ngân ơi, tớ không biết cái nào. Thủy Đô ok, em cho Thủy Đô màu rêu nhá, Thủy Đô màu rêu nhá. Đây mặc rất là ấm này. Đằng sau chút là ở trong người vẫn còn chị ơi, ở trong người vẫn còn nhá, ở trong người nhà em còn màu trắng này, màu hồng này. Chị không hiểu đâu, em ơi, áo này nhà em đang xả 380k nhá các tình yêu ơi. Màu rêu size S, chị Tường Vi cho em xin số điện thoại nhá. Ok, Mai Duyên Trần ơi, cho em màu áo cộng với số điện thoại nhá. Màu áo cộng số điện thoại nhá, để nhà em chốt luôn cho nó dễ ạ. Chị đâu chị Thảo ơi? Chị đây em. Đây ạ. Rất là xinh nhá các tình yêu ơi, rất là xinh. Ở trong là lót bông ấm cứng này. Đây ở trong là lót bông ấm cứng nhá. Nó như là một cái chân bông luôn ý ạ. Các tình yêu ạ, đắp vào người như một cái chân bông thôi. Mặc cái áo này thôi đi ra đường cảm giác là ấm cứng lắm rồi ạ. Đây ạ, có bạn nào chốt mẫu này nữa không ạ? Sắp hết hàng rồi các tình yêu ơi, các tình yêu ơi, sắp hết hàng rồi nhá. Ai chốt thì chốt lại cho em nhá. Không là hết rồi ạ. Sắp hết hàng nhà em không về nữa nhá các tình yêu nhá. Em chào chị Phan Hiền nhá. Đây ạ, rất là xinh nhá. Tường Vi ơi, nhà em không free ship nhá, giảm giá là trong khung giờ này là 50k rồi nhá. Nhà em bán gần như là về góc để cho các tình yêu mua ăn Tết rồi nhá. Rồi ok, bông Tết nhá, màu rêu vẫn còn nhá, xinh không mà nhìn nhá. Em Dương Trần ơi, ok, 52 cân rồi, ok. Chị chào Nguyễn Thị Hồng Ngan nhá, vẫn còn nhá. Rồi ok, bông Tuyết nhá, ok, bông Tuyết nhá. Nhà em giảm giá xuống gần 380.000 ở trong khung giờ nhà em đang phát sóng nhá. Khung giờ đang phát sóng, các tình yêu chia sẻ cho em nhé để được mua giá là 380k. Đây rất là xinh nha, ở trong nó như là một cái chân bông rất là ấm này, rất là ấm này, rồi rất là ấm này. Áo đến là 350 thế em. Đây rất là xinh nhá, các tình yêu ơi, em chuyển mẫu nhá. Ai có chốt mẫu này được không ạ? Để em chuyển mẫu ạ. Ừ xinh không mà nhìn ơi, chị chốt trời vẫn còn màu rêu nhá, chị chốt. Màu cộng số điện thoại hộ em với ạ. Chốt màu cộng số điện thoại cho em với nhá. Rồi ok, Dương Thị Hoa cho em xin lại số điện thoại nhá. Dương Thị Hoa cho em xin số điện thoại nhá. Dương Thị Hoa cho em xin số điện thoại ạ. Đây rất là xinh nhá, rất là xinh nhỉ.
Phương ơi, Phương, em học bài được cho 10.000 thì nó giả cho chị Thảo tiền lâu nhà nhá. Rồi ok, Dương Thị Hoan ơi, cho em xin lại số điện thoại nhá, cho em xin lại số điện thoại ạ, để em chuyển mẫu ạ. Em chuyển mẫu nha các tình yêu ơi, em chuyển mẫu nhá. Rồi ok chị Vương Thị Hoa nhá, em Dương Thị Hoa ơi, ok rồi nhá. Tường Vi Nguyễn Cao ơi, em chốt hóa đơn của chị rồi nhá các tình yêu ơi. Em chuyển sang áo len mèo đang hot nhất bây giờ ạ. Bông tiếp đây chị tí nhá. Rồi ok, Dương Thị Hoa em lấy size M, chị chốt được đơn cho em rồi nhá. Các tình yêu ơi, áo len con mèo này đang hot, đang rất là hip hop bây giờ ạ. Nhà em giảm giá sốc luôn nhá, giá từ 170.000 xuống còn 140.000 nhá. Mẫu này nhà em bán vừa bán gọi là vừa bán vừa cho đi. 140.000 các tình yêu ơi. Giờ mắt Phương hơi đợi chị một lúc nhá. Áo len con mèo nhá các tình yêu ơi, đang rất hot bây giờ ạ. Để em mặc lên dáng cho các tình yêu xem nhá, rất là xinh này. Các tình yêu ơi, 140k một chiếc nhá. Chia sẻ trong khung giờ phát sóng nha em nhá. Mẫu này xuống còn 140k các tình yêu ơi, rất là hot nhá. Bà nào mà lấy nữa thì để lại cho em số điện thoại kèm địa chỉ nhá. Đây ạ. Rất là xinh ạ. Rất là xinh nhá các tình yêu ơi, rất là xinh nhá. Rất là xinh nhá, áo len con mèo này, áo len này, ở trong là chất len này. Đây ạ. Rất là xinh nhá các tình yêu ơi, đang rất là hot nhá. Rồi ok chị Thủy Vy ơi, em để em tí nữa nhé, em sẽ chốt đơn rồi, nhờ có gì nhé sẽ gọi điện nhá. Đây ạ, rất là xinh nhá. Rồi Duyên Đình ơi, tớ thấy cậu nhá, Duyên Đình ơi. Bông tuyết ơi, vẫn thích mặc dạ em. Được rồi, thế thì để chị chuyển sang màu dạ nhá. Tình yêu ơi, các tình yêu trong khung giờ nhà em phát sóng nhá. Đây ạ, áo dạ em bắt đầu mặc áo dạ ngắn cho các tình yêu xem nhá, dáng rất là xinh ạ. Mọi người ơi lên chia sẻ nhiệt tình cho nhà em nhá, chia sẻ để được nhận quà hấp dẫn tại shop luôn ạ. Tặng free một chiếc quần legging nhá, một quần legging hạ giá trị giá 100k nhá. Mọi người tùy các tình yêu chia sẻ cho em nhá, chia sẻ nhiều nhất và nhanh nhất trong các nhóm ạ. Thì sẽ được tặng một quần legging trị giá 100k. Các tình yêu ơi, em chuyển sang mẫu dạ ngắn nhá, mẫu dạ ngắn kèm lông ạ. Mẫu này bán bao nhiêu nhỉ các tình yêu ơi, bán bao nhiêu cho hợp lý nhỉ? Bán bao nhiêu để cho vui nhỉ? Các tình ơi comment đi, bán bao nhiêu nhỉ? Bán mẫu này là bao nhiêu nhỉ? Cả nhà ơi bán cái này bao nhiêu ạ? Mẫu này bán được bao nhiêu nhỉ cả nhà nhỉ? Rất là xinh này, đây em đang mặc rất là xinh nhá. Bông tuyết đây là sao không xem được em? Đây rất là xinh nhá, mẫu này rất là xinh này, các tình ơi rất là xinh ạ. Bán mẫu này bán mẫu này bao nhiêu? 290k bông tuyết ơi. Đây ạ, rất là xinh nhá, có khóa ở trong này, có khóa này, có túi ngang kéo khóa này. Đây ạ, rất là xinh nhá các tình yêu ơi, mẫu này rất là xinh nhá. Rất là xinh và rất là hot ạ. Em bán cái mẫu này về giá là nhà em xả từ 350.000 xuống còn à đâu, xả từ 300k nhá, xuống còn 260k mẫu này nhá các tình yêu ơi, em chốt nhá. 260k mẫu này ạ. Các tình yêu 260k mẫu áo dạ nhá, áo dạ kèm lông ạ, áo dạ kèm lông này, kéo khóa nhá, túi sườn hai khóa. Đây ạ. Rất là xinh nhá. Đây rất là xinh ạ. Đây ạ. Các tình yêu ơi, mẫu này nhà em bán xuống trong khung giờ này còn 260k nhá, nhà em đang bán 300k. Bán xuống còn 260k cho vui nhá. Đây ạ, rất là xinh nhá. Lông này có mũ này. Có cả màu mẫu này có màu rêu này. Màu rêu này, màu đen này, màu rêu, màu đen, màu vàng bò này. Màu rêu, màu đen, màu vàng bò này. Phương ơi. Ôi, mày đừng làm chị run nè em. Màu rêu với màu vàng bò, màu rêu với màu đen có mang ra đây cho chị nhá.
À, màu ghi nữa, có màu ghi, màu ghi. À, Lan Hương ơi, có màu khác em nhá. Có màu ghi này, đang còn màu ghi và màu rêu nhá. Nhà em cho mẫu này nhá, giảm giá cực sốc luôn, xuống gần 260k mẫu này nhá các tình yêu ơi. 260k thôi ạ. Các tình yêu chốt nhanh cho em nhá. Mẫu này chỉ còn mỗi mẫu còn 2-3 chiếc thôi hết rồi nhá. Không còn hàng nữa nhá, nhà em không về hàng nữa. Đây ạ, rất là xinh nhá. Ở trong là lót này, ở trong là lót, ở trong lớp lót rất là dày dặn này. Lớp lót rất là dày dặn nhá. Áo đây là áo dạ nhá các tình yêu ơi, có cả màu rêu nhá, màu rêu và màu ghi nữa. Em lấy một cái lông mất cái áo khác, rồi em mới vào đây cho chị. Nguyễn Hà ơi, nhà chị đang tích cực đóng rồi nhá. Phạm Phùng ơi, cho em xin lại số điện thoại nhá. Cho em xin lại số điện thoại ạ. Không còn một cái nào dưới da nữa thôi. Nhà em đang xả là Hồng Nguyên ơi, có nhá. Hồng Nguyên ơi, áo kaki màu vàng bò của em. Nhà chị đang chốt đơn rồi em nhá. Chị Phạm Phùng ơi, cho em xin số điện thoại nhá. Nhà em xả từ 300k, mẫu còn ít rồi em xuống còn 260k nhá các tình yêu ơi. 260k rồi ạ, rất là xinh này. Rất là xinh nhá, chất rất là dày dặn nhá. Mẫu này chất rất là xinh và dày dặn ạ. Đây ạ, có lông nó cũng rất là đẹp luôn rồi nhá. Lông cũng rất là đẹp rồi này các tình yêu ạ. Đây ạ, rất là xinh ạ. Có nhá, có váy lưới nhá. À Lâm Thủy ơi, cho em đây ạ. Lâm Thủy ơi, cái áo đấy đây. Đây chị Lâm Thủy ơi, rồi ok, 54 cân mặc được nhá chị. Phạm Phùng ơi, có vừa nhá. Đây màu rêu đây nhá, bà Lâm Thủy ơi, loại 220k đây nhá, chốt thêm loại này nhá. Đây ạ, rất là xinh nhá, có con gấu đằng sau, có con gấu đằng sau rất là xinh này. Đây có con gấu đằng sau này, có con gấu đằng sau rất là xinh này. Cái gì dài đến hết chân đấy em, sáng sushi ơi, cái gì dài đến hết chân nhỉ? Lâm Thủy ơi, em xem được chưa nhỉ? Đây rất là xinh nhá, rồi màu rêu em mặc nhá. Màu rêu em mặc rất là rộng rãi thoải mái rồi nhá chị Phân Phụ, chị Phạm Phùng ạ. Rất là xinh này. Đây ạ, rất là xinh nhá. Váy lưới như thế nào nhỉ, sáng sushi nhỉ? Hoa Kiêu Kiêu ơi, đây là áo dạ nhá. Có chị ơi, có Lâm Thủy ơi, có màu cam nhá chị nhá. Đây là áo dạ nhá các tình yêu ơi, áo dạ nhá, áo dạ dáng mới này. Dáng mới nhá, em không về hàng đấy nhá. Đây ạ, dáng mới rất là xinh nhá, dáng mới rất là xinh. Kéo khóa và có hai túi bên cạnh hai sườn nhá các tình yêu nhá. Lưu Hân Hân ơi, nhà em không giờ không bán trên shipper nhá. Đây cái màu cam đây Lâm Thủy ơi, cái màu cam này ạ. Cái màu cam mà có con gấu đấy nhá, rất là xinh đấy nhá. Rất là xinh ạ. Lâm Thủy ơi, chốt mẫu này thì chốt cho em ghi là áo 220.000 nhá, không là nhà chị không nhớ đâu, bị lấp đấy. Đây màu rêu em đang mặc nhá các tình yêu ơi, màu rêu em đang mặc rất là xinh này. Rất là xinh nhá. Đây ạ. Rất là xinh màu rêu này. Nhà em xả xuống còn 260k mẫu này nhá các tình yêu ơi, 260k thôi ạ. Đây ạ, rất là xinh này. Ở đằng sau này, mặc lẫn chân váy, mặc lẫn quần bò đều được nhá cả nhà nhá, mặc lẫn chân váy, mặc lẫn quần bò đều được ạ. Rất là xinh ạ. Có cả màu ghi nhá các tình yêu ơi, có cả màu ghi ở mẫu này, có cả màu ghi nhá. Ship Đặng Phương ơi, ship COD là 30k nhá, ship toàn tỉnh toàn thành phố là 30k nha em nhá. Nhà chị hỗ trợ ship lên là 30k nhá. Em ơi, đây gấu màu cam đây mà. Lâm Thủy ơi, chị đang không hiểu. Đây màu cam nhá, cái này có màu cam, màu rêu và màu đen Lâm Thủy nhá. Đây ạ. Đây ạ. Đây con gấu đây nhá. Các tình yêu ơi, đây là màu ghi nhá. Đây ạ, màu ghi đây ạ. Ở đây là áo dạ nhá. Mọi người ơi, áo dạ nhá. Em xả từ 300.000 xuống còn 260.000 mẫu này nhá. Đây ạ, rất là xinh ạ, rất là xinh nhá. Rất là xinh nhá. Rất là xinh ạ. Đằng sau cũng rất là xinh nhá. Đằng sau cũng rất là xinh ạ. Chị không hiểu Lâm Thủy ơi, chị không hiểu đâu. Không hiểu gì em nói. Bởi vì là nó có màu chỉ rơi ra rồi mà. Ở trong là lớp lót rất là xinh này. Đây các tình yêu ơi, lớp lót rất là dày dặn nhá. Rất là dày dặn đây ạ. Đây ạ, rất là xinh nhá. Cả nhà ơi, rất là xinh nhá. Đây ạ, rất là xinh ạ. Đây rất là xinh ạ. Có cả màu ghi nhá các tình yêu, có cả màu ghi nhá. Trần Mai Hương ơi, áo cam là 220k nhá. Các tình yêu ơi, các tình yêu còn chốt thêm mẫu 220k không ạ?
bạn nào chốt 21 chốt mẫu 220k thì cứ ghi là 220k kèm số điện thoại nhá, màu cho em số điện thoại nhá. Đây ạ. À, phía trước của màu gel á. Rồi, đây chị không hiểu, đây chị không hiểu em nói. Đây màu gel đấy nhá, màu gel đây, phía trước của màu gel đấy. Đây phía Lâm Thị ơi, đây là em ơi, Lâm Thị ơi. Hả? Thì làm sao? Nhưng mà nó lại rất là béo nhá. Đây ạ, à, rất là xinh nhá. Đây dáng này rất là xinh nhá. Đây chị Lâm Thị ơi, đây ạ. À. Còn chị ơi, tí nữa em sẽ xem lại cân đối cân nặng của chị xem, xong rồi em cho người mặc thử xem, nếu mà vừa thì em sẽ lại thì em sẽ gọi điện cho chị nhá, coi chip nhá. Đây rất là xinh ạ. Đây rất là xinh nhá. À, chị Lâm Thị ơi, chị nhận được da chưa? Nhìn được da chưa ạ? À? Đây rất là xinh nhá, rất là xinh ạ. Đây ạ. À, rất là xinh nhá. Đây ạ, à, rất là xinh nhá chị Lâm Thị nhá, đằng sau có con gấu đấy. Đây là sau có con gấu nhá, rất là đẹp nhá. Các tình yêu em mặc lót màu xám xong rồi nhà em sẽ chuyển mẫu nhá. Ừ, nhá. Cao quá. Đây nó thích cái dài dài. Đây á? Ừ. Đúng của mẹ tao thế không nhá. Màu cao. Đây ạ, à, màu ghi nhá, màu ghi này. Màu ghi rất là tây này, mặc rất là tây, rất là sang chẳng. Cái này nhà em còn 2 chiếc thôi ạ. Còn 2 chiếc thôi nhá các tình yêu ơi, đây ạ. À. Chị chào hoa hâm nhá. À, đằng trước có con gấu á, màu gel nó chỉ như thế thôi bạn Lâm Thùy nhá. Các tình yêu ơi, mẫu này còn 2 chiếc màu xám nhá. 2 chiếc màu xám nhá. Bạn nào mà chưa lấy được màu xám ấy, nhà em đang xả là 260k thôi nhá chị Dung Yến nhá. Đây ạ, rất là ấm ạ, à, rất là ấm nhá, em mặc gần cho mọi người xem nhá. Rất là ấm và rất là đẹp luôn ạ. À. Đây ạ, có hai. Hả? Có hai túi nhá. Đây ạ, có hai túi đấy ạ, có hai túi rất là xinh nhá. Có hai túi rất là xinh nhá. Đây rất là xinh nhá. Đây, bạn nào mà lấy cho em mẫu này thì cho em ghi là 260k cộng màu sắc nhá. Cộng kèm số điện thoại nhá các tình yêu nhá. Em chuyển mẫu nhá cả nhà ơi, em chuyển mẫu nhá. Em chuyển mẫu ạ. À, em chào Bích Nguyệt nhá. Các tình yêu ơi, mặc váy có được không nhở? Dung Nguyễn ơi, 62 cân, nếu mà 62 cân chị cao không nhở? Chị cao sẽ mặc được nhá. À, các tình yêu ơi, mặc váy có được không ạ? À? Nếu mà lượt like, các bạn vào nhiều đi để em mặc váy, like váy nhá, like váy. Rất là nhiều bạn đợi váy đấy ạ. À. Rất là nhiều bạn đợi váy và rất là nhiều váy rất là đẹp. Rất là đẹp luôn ạ. À. Các tình yêu ơi, vào nhiều đi để em xem váy nhá. Có xe đâu? Hỏi anh Tấn chị không biết. 1m6, 62 cân, thế thì mặc được chị Dung Nguyễn nhá. 62 cân, 62 cân, 1m6 là mặc được nhá. Các tình yêu ơi, em mặc váy nhá. Miss Hâm ơi, chị có thấy em nhá. Mặc váy nhá các tình yêu ơi, đợi em mặc váy nhá, rất là xinh luôn ạ. Đợi em một chút nhá cả nhà nhá, vào nhiều đi ạ. Vào nhiều để em mặc lấy tinh thần mặc váy, lấy động lực để bán hàng ạ. Rồi ơi. Đang live chị. Ôi. Con làm em ngày xưa rồi à? Dùng ở live chị rồi. Cái này phải chắc là kiểu gì? Hương ơi Hương. Để em cho vào đây chị. Cả nhà ơi, em mặc váy nhá, mặc váy rất là xinh ạ. Chị lại đi, chị lại cho nó cân đi. Nhưng mà em mặc váy nhá các tình yêu ơi, váy gấu nhá, váy gấu len này. Váy gấu len cute hết chỗ luôn ạ. À. Em mặc váy gấu nhá. Em mặc váy gấu. Các tình yêu ơi, vào chia sẻ hộ em đi ạ, à. Chia sẻ bài viết nhá để được nhận quà dinh quà hấp dẫn tại shop nhá. Rất nhiều phần quà sẽ dành cho các bạn nhá, rất nhiều phần quà. Em mặc váy nhá các tình yêu ơi, mặc váy rất là xinh ạ. À. Rất là nhiều bạn đợi nhà em like váy lên ra là mọi người vào nhá. Chết rồi, Hương ơi bị tối em ơi, Hương ơi bị tối.
sáng chứ, em vào xem nhà mình xem sáng chưa? Bật lên nhà mình xem sáng chưa? Đúng rồi, treo bớt quần áo ra lại đây đi em ơi. Đúng rồi. Chân len rất là dày dặn này, chân len rất là dày dặn nhá, rất là dày dặn là hình con gấu đằng trước, dáng ôm ở dưới rất là xinh nhá. Các tình yêu ơi, mẫu này chốt bao nhiêu để em bán nhỉ? Mẫu này chốt bao nhiêu để em bán ạ cả nhà ơi, rất là xinh ạ, rất là xinh, rất là đẹp luôn. Các tình yêu ơi vào đi ạ. Nhá, 290k. Bây giờ xuống còn giá là 220k đi. Chốt 220k nhá các tình yêu ơi, chốt màu cho em nhá, chốt cho em nhá. Cái ngay này nhà em có nguyên màu đen nhá, rất là xinh luôn ạ. Nhà em cái này có 5 con nhá các tình yêu, chốt lót cho em nhá, không là không có hàng nữa. Không về hàng luôn nhá các tình yêu ơi. Không về hàng luôn ạ. Đây ạ, rất là xinh nhá, rất là xinh ạ. 220k mẫu này nhá, áo len ạ, váy len này, váy len này, váy len con mèo này, có lông đằng trước này rất là xinh này, áo váy len này chất rất là đẹp ạ. 220k mẫu này nhé các tình yêu ơi, 220k các bạn chốt nhanh của em nhé, không là hết hàng rồi, không có hàng nữa nhá, không có hàng nữa. Đây là rất là xinh ạ. Em chào Hành Tin nha, em chào bạn Hạnh Ngọc Lan nhá. Các tình yêu ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em nhé, chia sẻ nhiệt tình cho em để dinh quà khủng của shop nhá, rất là nhiều phần quà hấp dẫn nhá, rất là nhiều phần quà hấp dẫn ạ. Các tình yêu ơi, mẫu này nhá, mẫu này ạ, mẫu con mèo nhá, nhà em đang còn 5 con nhá, còn 5 con duy nhất mẫu này có 5 con thôi ạ. Nhà em xả xuống còn 220.000 nhá, 220.000 thôi ạ. Đây rất là xinh nhá, em mặc ba ra cho mọi người nhìn, rất là xinh này. Đây rất là xinh này. Rất là xinh này. Đây rất là xinh nhá cả nhà ơi, rất là xinh đấy ạ. Đây ạ, rất là xinh nhá cả nhà nhá, rất là xinh nhá. Ôi, hình như là mọi người nghỉ ăn cơm rồi sao nhỉ? Cả nhà ơi, còn ai đang xem like không ạ? À? Hình như là mọi người đang nghỉ ăn cơm rồi ạ. Không để đến chiều tối nhá, chiều tối nhé, tiếp tục phát sóng nhá. Bây giờ nhà em dồn đơn cho khách ạ, xong rồi nhà em đang có nhiều, rất là nhiều hàng mới về nhá. Chiều tối nhà em sẽ chốt tiếp nhá các tình yêu ơi, chiều tối nhà em chốt tiếp ạ. Em cảm ơn các tình yêu nhá, cảm ơn các tình yêu nhá. Tối nay nhá, em nay váy và áo phao rất là nhiều nhá. Váy áo phao, váy len với cả. Rồi ok, Nguyễn Triều, Nguyễn Phương Linh ơi. Tối các mọi người, các tình yêu vào tiếp tục xem live nhà em nhá.